Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái chủ đề ngày hôm nay, đó chính là việc mà các quốc gia sử dụng blockchain nó như thế nào. Thì hồi sáng thì nó cũng không có suôn sẻ lắm. Do mạng thì mạng mình lúc đó thì không biết là bị vấn đề gì, nhưng mà nó không thể nào mà tiếp tục được, cho nên là mình dừng lại buổi chiều hôm nay. Thì cái chủ đề này các bạn có thể, mình sẽ phát lại trên YouTube thì các bạn có thể theo dõi lại ha. Rồi thì để tóm tắt cái ý của cái phần đầu tiên á, thì mình sẽ, đó là một số cái điểm chính sau. Thứ nhất là là cái công nghệ blockchain nó là cái thứ gì đó rất là mới mẻ, và nó chưa thấy được cái giá trị mà tức thì đối với các quốc gia. Thì cái quan điểm của họ vẫn là rất là gọi rằng là thận trọng trong những cái việc ứng dụng như thế nào, tại vì những cái nhà cầm quyền đó họ chưa thể nào mà hình dung ra được hết tất cả cái lợi ích của công nghệ blockchain đem lại, và cái cách thức sử dụng như thế nào cho hợp lý. Thì chỉ cho đến khi mà các cái bên á, mà như các cái bên có động lực, các cái tập đoàn hoặc là các cái tổ chức ngân hàng thì nọ, thì họ có một cái bản báo cáo, một cái nghiên cứu gì đó thực sự mà có thể là nêu bật được vấn đề và có thể trình bày một cách rõ ràng, thì lúc đó thì chính phủ và các nhà làm luật thì họ mới thực sự họ vào việc ha. Rồi thì cái chúng ta, cho nên là chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn nhận công nghệ ở góc độ mà có thể ứng dụng vào cuộc sống, thì chúng ta phải khoan hãy FOMO, tại vì cách thức nó, nếu khi mà ứng dụng với một góc nhìn của một quốc gia, thì nó hoàn toàn khác so với cái việc mà chúng ta sẽ ứng dụng nó ở trong cái tổ chức nhỏ của mình. Rồi cái vấn đề thứ hai mình muốn nhắc đến, đó chính là cái việc mà cái trường hợp của thằng Ukraine và những cái bài học này rút ra. Đầu tiên thế này, thì các bạn cũng thấy rằng là khi chúng ta đọc những cái bài báo in Cointelegraph hay là gì đó, hay là rất là nhiều nơi, thì chúng ta thấy rằng là chính phủ có một cái quan điểm là, như chính phủ ở quan điểm là họ lấp lửng, họ không thể nào mà phủ nhận tất cả các loại tài sản crypto, các loại crypto như là một cái loại hình tài sản nha, tại vì bất kể rằng nó có giá trị hay không, bất kể rằng là nó to hay nó nhỏ, hay nó bằng không đồng đi nữa, hay là nó bằng 1 triệu đô đi nữa, thì đó chính là những cái tài sản do một cá nhân hoặc một cái tổ chức nào đó tạo ra. Thì nếu như họ không có những cái hành vi trái pháp luật, kiểu giống như là đó không phải là hàng cấm, đó không phải là những cái thứ văn hóa phẩm độc hại, hay là nó ảnh hưởng đến cái số đông đấy, thì là người ta không có cách nào, người ta không có quyền, vì cái quyền tự do của người khác, người ta không có quyền là nói rằng là tịch thu, không có quyền là cấm hoạt động này nọ. Thì có rất là nhiều cái góc độ khác nhau, thậm chí các bạn thấy rằng là Trung Quốc cấm đào crypto, thì các bạn nên xem cái chuyện cấm nó cấm ở trên khía cạnh nào. Ví dụ như rằng là cái việc đào mà crypto, đào Bitcoin mà nó ảnh hưởng đến an toàn năng lượng của quốc gia, thì đó là lý do cấm khác. Còn nếu mà cấm nó vì nó là bản chất, vì bản thân nó crypto là một thứ người ta không không công nhận mà người ta cấm, thì không có nha. Đó, có nghĩa là họ 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 giữ một cái quan điểm rất là trung lập,
kiểu như ok, tôi không cấm, anh muốn làm gì làm, nhưng mà tôi không khuyến khích, kiểu như vậy. Và các cái voice của họ thì họ sẽ sử dụng những cái quy định về pháp luật, những cái quy định trước đây, ví dụ như các bạn nói, ví dụ như Việt Nam là gọi là cấm crypto, nhưng mà các bạn không hình dung được là cấm trong cái lĩnh vực thanh toán, có nghĩa là các bạn không được phép đưa crypto hay bất cứ một cái đồng ngoại tệ nào vào trong cái việc thanh toán thường ngày. Đấy, thì nó vi phạm cái pháp luật về thanh toán của Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia khác. Một cái trường hợp như thế này là nếu như các bạn có mà tìm hiểu, các bạn có thể Google rằng á, là trước đây có một cái quán quán ăn ở bên đường Nguyễn Hữu Cảnh á, họ nói rằng là họ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, và họ để cái kế hoạch một cái bảng rất là lớn thì gọi là kiểu như là Bitcoin được chấp nhận tại đây ha. Thì mình nhớ lại đâu đó là 2017 hay 2018 gì á, còn khoảng thời gian đó đó. Thì chúng ta hiểu như thế nào đó, đó chính là cái việc mà vi phạm pháp luật thanh toán á. Và chính cái trường hợp đó là cái cửa hàng đó họ phải dẹp cái bảng đó trong một thời gian ngắn. Vì sao? Vì nó vi phạm cái pháp luật thanh toán của Việt Nam, và không được phép đem vào thanh toán đấy. Nhưng mà đâu có ai đi lại tịch thu cái ví, tịch thu tài sản trong ví của người chủ cửa hàng được đâu đấy. Như vậy khi bạn không làm những hành động mà vi phạm pháp luật thì bạn vẫn an toàn và không ai có thể tịch thu được tài sản của các bạn. Thì đó là cái quan điểm chung của tất cả các chính phủ. Nhưng mà với cái trường hợp Ukraine thì như thế nào? Các bạn hình dung nha. Năm 2017-18 thì khi mà cái ICO nó nở rộ ha, thì người ta xem nó là một cái công cụ để huy động vốn. Có nghĩa là chúng ta sẽ từ có một cái ý tưởng của mình thôi, một cái business nhỏ nào đó mà chúng ta nghĩ là có thể scale lên được theo một cái quy mô rất là lớn, thì chúng ta huy động vốn thông qua hình thức ICO, đúng không? Đấy, thì nếu như bạn so sánh hình thức đó với hình thức của thằng Ukraine hiện tại thì như thế nào? Đấy, nó không khác gì nhau luôn. Khi mà bạn raise vốn lên cho cái hoạt động kinh doanh nào đó, còn Ukraine thì raise vốn lên vì lý do là nhân đạo, lý do gì không cần biết, nhưng nó đã có một cái việc rằng là đồng tiền từ từ cái tài khoản của những người đóng góp đó chảy vào cái tài khoản ví của Ukraine. Và trong trường hợp này người ta huy động được bao nhiêu rồi, mình không theo dõi kỹ lắm, nó đâu đó khoảng 20 mấy triệu đô rồi ấy. Thì có nghĩa rằng là tiền từ khắp nơi trên thế giới có thể chảy vào tài khoản của thằng Ukraine. Thì mình hỏi các bạn nha, lúc này Ukraine nó có nói rằng là đó là đồng tiền phi pháp không? Nó có nói rằng là đây là cái đồng tiền mà bẩn rửa tiền không? Không. Vậy nha, nếu như mà Ukraine huy động vốn như vậy ha, thì nếu như một cái tổ chức Hồi giáo, một cái tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan làm cái chuyện này, thì cái chuyện đó sẽ được nhìn nhận là tài trợ khủng bố. Đấy, nó thành hai cái chuyện khác nhau liền đấy. Thành ra rằng là trên cái cuộc đời này á, cái chuyện đúng hay chuyện sai, ranh giới của nó rất là nhỏ, và nó phụ thuộc vào cái chuyện là danh chính ngôn thuận hay không, phụ thuộc vào chuyện là từng cái hoàn cảnh khác nhau người ta vận dụng cái luật pháp, vận dụng những quy định như thế nào để có lợi ích riêng cho cá nhân hoặc riêng cho tổ chức của người ta. Trong trường hợp Ukraine là một quốc gia, nếu như đổi ngược lại là bên Donbass hay là ở bên đâu đó mở một cái tài khoản ra huy động, nói rằng là chúng tôi bị Ukraine áp bức, bây giờ chúng tôi cần tiền để mua vũ khí chống lại họ, thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy. Hãy khoan bàn đến chuyện chính trị đúng hay sai ha, tại vì thực sự mình thấy là nó có rất là nhiều quan điểm mà mình cũng không ủng hộ ai, tại vì nói thẳng là ủng hộ ai nữa cũng không hề có lợi cho mình. Đấy, chỉ là mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan xem cái chuyện xảy ra đấy. Rồi quay lại ha, các bạn sẽ thấy rằng ha, chỉ việc mà sử dụng cái danh nghĩa nó như thế nào để cho cái bản thân mình thì nó là sẽ là phù hợp. Nếu như các bạn thấy rằng là ngay cả cái danh chính ngôn thuận, cái chuyện đó nó như thế nào, ngay cả các bạn thì thấy rằng là nếu như các tổ chức khủng bố họ họ raise funds
thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đó rằng là phi nghĩa, cái đó sẽ là gây tội ác, cái đó sẽ là giết người khác. Nhưng đối với chính bản thân tổ chức đó thì sao, họ có một cái niềm tin vào việc thánh chiến gì đó, niềm tin vào việc bảo vệ cái quan điểm tôn giáo của họ, vân vân. Thì như vậy họ chỉ cần họ 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 nó gọi lên, họ đưa một cái kênh đóng góp để cho những người có chung cái niềm tin đó là được rồi, thấy không? Đấy, thành ra là cũng cùng là một công cụ, cũng vẫn là một phương thức triển khai, tuy nhiên tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó như thế nào, mà nó có phù hợp với các quy tắc về đạo đức, quy tắc về luật pháp quốc tế hay không, mà cái hành động đó sẽ được đón nhận như thế nào. Đấy, thì như vậy ha, các bạn cũng thấy rằng ha, là tất cả những chuyện này trước đây thì người ta lên án nói nó rằng là công cụ rửa tiền, nói đó là cho giới tội phạm sử dụng. Nhưng khi vô chính phủ thì đây là một cái phương tiện, được khoác một cái lớp áo lên là một cái phương tiện để ủng hộ nhân dân Ukraine, thì nó là hoàn toàn ý nghĩa khác nhau. Đấy. Thì thành ra là cái bài học của mình rút ra như thế này. Cái chuyện mà blockchain á, nó đem lại cho người ta những cái cơ hội, những công nghệ mới để có thể ứng dụng vào một cái mục đích nào đó trong cuộc sống. Và cái việc này á, thì đúng hay sai, nếu mà đúng thì nó sẽ được khuyến khích trong tương lai, và nó sẽ trở nên một cái công cụ mang tính chất rằng là hợp pháp. Còn nếu mà sai thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy và người ta sẽ tìm cách hạn chế nó. Chứ còn bản chất nó, công cụ nó là chỉ là công cụ, nó tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng mà thôi. Rồi, thì như vậy á, là xấu hay tốt thì để là sao ha. Và chúng ta hãy thấy rằng là nếu như các quốc gia khác họ sẽ sử dụng blockchain thì họ sẽ sử dụng như thế nào, và làm cách nào mà CBDC nó sẽ trở thành một vũ khí cho cuộc chiến thương mại mới. Trước khi nói đến chuyện này á, cái chỗ này thì khi mình xem lại mình thấy rằng có hai phần, là giữa phần số 3 là vũ khí cho cuộc chiến thương mại mới, phần thứ tư là nó là động lực triển khai CBDC của các bên. Thì mình ngay trong buổi nay mình sẽ đảo hai cái phần này lại. Thì nếu mà nói về cái động lực của các bên á, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn, mà các bạn sẽ thấy là tại sao họ triển khai. Thì như vậy mình sẽ nói cái ý này trước ha. Về động lực của các bên á, thì CBDC thì chúng ta quay lại cái định nghĩa của nó chính là cái, vẫn là cái đồng fiat, vẫn là cái đồng tiền của cái quốc gia đó, được phát hành ở trên blockchain, vận hành bởi chính quốc gia đó. Có nghĩa rằng là họ sẽ copy một cái mô hình của một cái lòng token nào đó. Thì hiện tại sẽ có một số cái gọi là ứng viên. Thì theo mình á, thì bản chất mình thấy rằng thằng Stellar là một cái thằng rất là hợp lý, một thằng phục vụ rất là tốt cho cái việc mà tạo ra một cái blockchain mà có quy mô rất là lớn cho cái sử dụng trong việc thanh toán. Thì giả sử như Stellar đi ha, thì nó dĩ nhiên nó sẽ có một số giải pháp khác tùy theo cái góc nhìn của mỗi quốc gia. Nhưng mà nếu mà Stellar thì sao? Thì nó sẽ cung cấp cho các quốc gia có một cái công cụ để họ nhìn nhận, nó chỉ là một công cụ thôi nha, để họ tạo ra cái đồng fiat kỹ thuật số. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là hiện tại các bạn, hiện tại nha, hiện tại các bạn thấy nè, hệ thống ngân hàng nè, cái tiền ở trong tài khoản của các bạn, bản chất nó là gì? Bản chất là con số. Khi các bạn thực hiện cái việc chuyển tiền từ người này sang người kia, thì bản chất nó là việc cộng tài khoản này và trừ tài khoản kia, chứ đâu có đồng tiền chạy ngoài thực tế đâu, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ có, về về tiền thì chúng ta sẽ có tiền mặt nè, in bằng giấy tờ nha. Rồi ngày xưa mình có cái tiền xu này nọ thì bỏ tiền xu ra đi. Nói chung nó chỉ có, nếu mà gọi về về hình thái thì chỉ có hai hình thái thôi. Một là hình thái bằng physical, có nghĩa là vật lý, là giấy tờ gì hay là cái gì đó liên quan đến mình nhận diện được, mình cầm nắm được. Cái thứ hai là electronic cash, có nghĩa là một cái loại tiền điện tử chạy trên tất cả các hệ thống của cái ngân hàng. Thì
nó sẽ là tiền điện tử. Cái việc này á, nó sẽ là như thế nào? Việc này á, là các bạn hình dung nha, cái cơ quan nhà nước, ngân hàng trung ương, họ sẽ quản lý cái việc in tiền ra. Mình nói đang nói ở Việt Nam ha, thì họ in tiền ra, và họ đảm bảo rằng họ xây dựng một cái luật chơi, họ cho tất cả các ngân hàng thương mại ở trên nền kinh tế Việt Nam có thể rằng là tham gia vào. Thì các bạn nên nhớ rằng ha, là cái đồng tiền đó, là bản chất về nhân ngân hàng nhà nước cứ in ra, thì in ra đâu có biết được là bao nhiêu đâu, đúng không? Cứ in ra và cứ phân phối xuống bằng cách nào, họ không thể nào tự động, mà đem tiền ra phát cho người này người nọ được, mà sẽ thông qua một cái hình thức gọi là đầu tư công. Đấy, đúng không? Có nghĩa là thông qua các doanh nghiệp của nhà nước, các tổ chức của nhà nước, để làm chi? Để là giả sử như xây dựng cơ sở hạ tầng, có nghĩa rằng là cấp vốn cho các cái công ty xây dựng cơ sở hạ tầng, để từ đó họ đi mua máy móc thiết bị, họ trả phí cho các cái dịch vụ này nọ, đúng không? Rồi họ thông qua các tổ chức đầu tư của nhà nước, rồi họ thông qua nhiều nhiều cái hình thức khác nhau để cái dòng tiền họ được hợp thức hóa trong việc chảy ra thị trường, chứ không phải là in tiền ra xong đưa cho ông A một cọc, đưa cho ông B một cọc, không phải như vậy. Đó, mà muốn cái đồng tiền nó ra bên ngoài thì nó còn phải có một cái sự hợp thức hóa đấy. Thì thông qua các cái việc như thế, thì dòng tiền từ cái ngân hàng trung ương in ra sẽ chảy chảy qua các cái hệ thống của nhiều cái bên khác nhau. Đó, thì các bạn cũng biết rằng là khi cái đồng tiền của các bạn làm ra đó, khi các bạn làm ăn kinh doanh buôn bán gì đó, thì cái đồng tiền đó là đồng tiền của các bạn, đúng không? Và các bạn sẽ sử dụng các cái hệ thống mà giao dịch, cái hệ thống tài chính thì là do ngân hàng cung cấp, ngân hàng thương mại nha. Mình sẽ phân biệt chủ thể là ngân hàng thương mại nè, ngân hàng trung ương nè, rồi người dùng cá nhân, người dùng tổ chức. Thì đối với chúng ta thì các đồng tiền của các bạn thì các bạn chỉ biết đến ngân hàng thương mại thôi, các bạn không hề làm việc trực tiếp với ngân hàng trung ương. Và ngân hàng trung ương là nó không bao giờ có một cái nghiệp vụ kinh doanh gì, mà nó chỉ là đóng vai trò là người điều tiết toàn bộ cái nền kinh tế đấy. Nó không cho bạn vay, nó cho ngân hàng mà thương mại đi vay, thì bản chất là vay cái hình thức này cũng chỉ là giá trị sổ sách thôi, chứ không phải là đem cái cục tiền ra ha. Rồi, thì khi mà cái cho nên là các bạn sẽ thấy như thế này nè, vai trò của ngân hàng thương mại là luôn luôn có nha. Không bao giờ, cho dù nó có xuất hiện CBDC hay cái hình thức gì đi nữa, thì ngân hàng thương mại vẫn tồn tại, vì đó là cái đối tượng để tương tác với khách hàng đấy. Bạn đi vay thì bạn đi đến ngân hàng thương mại bạn vay, chứ bạn không đi đến ngân hàng trung ương được đó. Rồi ngân hàng thương mại mà đi cho bạn vay thì nó phải kiểm tra, nó phải thẩm định, nó phải cho bạn vay một có thể là thế chấp tài sản hoặc là tín chấp, đúng không? Thì có nghĩa là khi mà nó xác định được cái nghiệp vụ riêng của ngân hàng thương mại đó, là nó sẽ tương tác và nó quyết định cho người nào vay bao nhiêu tiền, lãi suất bao nhiêu đấy. Chứ còn bây giờ ngân hàng trung ương không làm chuyện đó. Và theo mô hình này thì bắt buộc là như thế, ngân hàng trung ương không thể nào mà loại bỏ cái khâu trung gian này đấy, tại vì nghiệp vụ của các bên khác nhau, và cái việc mà lợi ích lâu dài của các bên khác nhau đấy. Cho nên rằng là ngân hàng thương mại sẽ cho các bạn vay tiền, hỗ trợ các bạn, rồi họ sẽ huy động vốn từ từ rất là nhiều bên đó, để cho vay để lấy lời, đúng không? Đó, thì đó là cái nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Cho nên là ở đây á, thì chúng ta chỉ sẽ nói đến nhiều về cái khía cạnh của ngân hàng trung ương nha. Đấy, còn ngân hàng thương mại là cánh tay nối dài, là các bên vì mong muốn tìm kiếm lợi nhuận mà thực hiện cái hoạt động kinh doanh dựa trên cái dòng vốn đó. Rồi thì các bạn hình dung nha, bây giờ mình giả sử nha, ở đây nói một chút xíu về các cái ngân hàng thương mại đi ha. Ngân hàng thương mại trước khi muốn thành lập á, thì phải đăng ký với ngân hàng trung ương, và phải có một cái lượng vốn, thì
theo Sơn nhớ thì nó phải trên 2.000 tỷ. Có nghĩa là muốn lập một cái ngân hàng thì bạn phải có cái dòng vốn ít nhất là phải trên 2.000 tỷ. Rồi sau đó bạn sẽ xin được một cái giấy phép của ngân hàng thương mại. Đấy, thì lúc đó rằng là ngân hàng trung ương nó mới cấp phép cho bạn, và nó nói rằng là à, cái ngân hàng này nè, tao cấp phép cho nó hoạt động nè, à, nó có năng lực là huy động vốn nè, có năng lực kinh doanh vốn nè, nó bán ra những cái sản phẩm tài chính nè. Đó thì lúc đó ngân hàng thương mại mới hoạt động. Rồi thì ngân hàng thương mại ở ngoài sau khi nó có vốn rồi đúng không, thì á, mình mấy cái hoạt động khác rõ rồi ha, mình sẽ nói chuyện là nó phải huy động vốn từ nhân dân, từ các cái thành phần kinh tế trong xã hội bằng cách là cái gì, à, bạn đó là cái hình thức gửi tiết kiệm vào ngân hàng thương mại để hưởng lãi suất đúng không? À, thì khi mà gửi, các bạn gửi vào thì nó sẽ trả lãi các bạn giả sử đâu đó khoảng 5 đến 7% một tháng, ở một năm xin lỗi. Và từ cái chuyện mà cái dòng tiền của bạn gửi vào á, thì nó mới cho người này mượn, cho người kia mượn để thu lãi từ họ là lãi suất đâu đó là từ 10 đến 11% một năm đúng không? Như vậy là cái lợi nhuận của ngân hàng thương mại nó là cái khoản chênh lệch từ cái việc là mượn vốn giá rẻ, huy động vốn giá rẻ và lấy lợi suất, lấy lợi nhuận từ lấy cái phần lãi từ các hoạt động mà người khác vay mượn người lại nó. Như vậy là cái khoản trung gian của nó thì đâu đó khoảng chừng 5-6% đúng không? Đó, nó sẽ chi trả cho tất cả các hoạt động của nó cũng giống như là tất cả các khoản lợi nhuận đó. Thì đó là cái mô hình hoạt động của ngân hàng thương mại. Rồi thì như vậy á, các ngân hàng trung ương á, nó sẽ phải kiểm soát ngân hàng thương mại như thế nào? À, nó chỉ kiểm soát thứ nhất là ok, bây giờ mày muốn làm ngân hàng thương mại thì mày phải có vốn đâu đó là 2.000 tỷ cho tao, ít nhất là 2.000 tỷ. Rồi sao sau đó là sao, sau đó là mỗi một cái ngân hàng thương mại thì huy động vốn từ thị trường thì phải có một cái khoản gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Rồi thì có nghĩa rằng là với một cái tỷ lệ đó, giả sử như là xin lỗi nha, cái khái niệm này thì là hiện tại bây giờ Sơn không nhớ nó là con số là bao nhiêu, nhưng mà giả sử nha là 5% đi, xin lỗi 10% hay Sơn không nhớ là, nhưng mà nó khoảng chừng 10% hay sao đó. Thì nếu như bạn huy động được 1 tỷ ở ngoài thì bạn phải gửi vào cái phần mà dự trữ bắt buộc này á là bao nhiêu, là 100 triệu ví dụ như thế. Để chi? Để là khi có rủi ro gì xảy ra, khi ngân hàng sập thì sao, thì ngân hàng trung ương á nó mới lấy cái phần mà các bạn mà đặt cọc á, gọi là cái phần dự trữ bắt buộc đó, để đền bù cho những người gửi tiền vào ngân hàng đó, thì nó sẽ là cái khoản dự phòng rủi ro. Đó, cho nên rằng là đó là cái mà gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc đó. Thì cái đó là về mặt mà nguyên tắc. Còn về mặt sổ sách thì như thế nào? Về mặt sổ sách thì nó sẽ có cái sự đối soát vào các cái kỳ lẫn nhau, để chi, để rằng là ngân hàng trung ương là sẽ phải 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 theo dõi, sẽ quan sát để đảm bảo rằng các ngân hàng thương mại họ không hề ghi khống sổ sách. Có nghĩa rằng là cái phần tài sản có và cái phần tài sản nợ đó nó phải bằng nhau, có nghĩa là cân đối. Có nghĩa rằng là nếu như mà các bạn hình dung như ha, nếu mà thằng ngân hàng thương mại á, bây giờ nó cái vốn nó thấp quá, mà nó đi cho vay nhiều quá, có nghĩa là các bạn hình dung nha, giả sử nó huy động được 10.000 tỷ, nó huy động được 10.000 tỷ rồi, trong cái phần nghiệp vụ sổ sách á, dĩ nhiên nó sẽ cho lấy của tài sản người này, nó cho người kia thứ vay, xong của người nọ cho thêm người kia vay, thì từ 10.000 tỷ nó huy động được. Nếu như nó làm mất cân đối và nó khiến cho cái phần mà cho vay á, cái phần mà nó phải cho vay bên ngoài á, nó lên tới mấy chục ngàn tỷ, cao hơn rất là nhiều, thì nó sẽ diễn ra cái gì, nó sẽ diễn ra cái rủi ro là nó bị sập. Cái theo cái kiểu là các bạn hình dung như là các bạn chỉ có vốn một thôi mà các bạn kinh doanh tới 4 năm nữa, kiểu như thế. Thì lúc đó nó sẽ có các công cụ để theo dõi, ví dụ như là thứ nhất là sổ sách kế toán, để nó coi cái dòng vô, cái dòng nợ, cái dòng có nó có cân bằng hay không. Thứ hai nó sẽ có cái tỷ lệ nợ xấu, có nghĩa rằng là các khoản cho vay á, những khoản vay nào là khoản vay tốt, những khoản vay là khoản vay xấu. Ví dụ như có những khoản vay mà dựa trên những cái mà
dựa trên những cái mà dựa trên những cái mà cho vay á, thì nếu như các bạn mà cho người ta vay nhiều quá mà người ta không có khả năng có nợ trả nợ á, thì lúc đó nó sẽ trở thành nợ xấu đúng không, và nhiều khi không thu hồi được thì lúc đó là coi như là mất tiền. Thì nếu như cái tỷ lệ đó quá cao, có nghĩa rằng là chính bản thân ngân hàng cũng gặp rủi ro trong việc không thể nào trả được cái tiền cho những người mà ngân hàng đã vay ha. Rồi thì khi mà hiểu được cái vai trò, khi mà hiểu được cái mô hình của cái ngân hàng thương mại rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là trong một cái nền kinh tế thì có một khoảng thời gian đó là số lượng ngân hàng thương mại ở Việt Nam tăng tăng rất là nhiều, nó đâu đó khoảng chừng hơn ba mươi mấy, gần 40 ngân hàng. Và nhiều ngân hàng thì do các cái nhóm lợi ích, do người ta cố tình người ta xé đào, người ta cố tình người ta làm cho mọi thứ mất cân bằng vì cái lợi ích nhóm riêng của ta, vì các cái việc tham nhũng, vì các việc mà bất chấp các quy định của ngân hàng trung ương á, thì khiến cho các ngân hàng mà thương mại bị sập rất là nhiều đấy. Thì chính vì cái việc đó diễn ra, nó khiến cho cái nền kinh tế trở nên mất an toàn, và chính phủ Việt Nam đã có một thời đã siết chặt tất cả các ngân hàng từ các cái quy định thành lập, và hiện tại theo mình biết là không có cái ngân hàng mới được mở ra ha, và chỉ là và thu gọn lại quy mô của các cái ngân hàng mà không không hoạt động hiệu quả, thì thằng nào mà hoạt động hiệu quả là chặt sập cho chết hết luôn, và chỉ để lại những cái ai anh nào đó mà làm ăn đàng hoàng có lợi nhuận tốt, thì đâu đó phải chừng một chục anh, thì đối với quy mô của nền kinh tế Việt Nam nó đã là phù hợp rồi đúng không. Thì nếu như các bạn thấy rằng nếu như ngân hàng quá ít á, thì cái dòng vốn bên ngoài nó sẽ không có nó sẽ không có được di chuyển nhiều, nó cũng không có sự cạnh tranh quá cao. Nhưng mà nếu như ngân hàng quá nhiều á, thì nó sẽ là loạn thị trường, và ngân hàng nhà nước thì ngân hàng trung ương thì cũng rất là khó khăn trong cái việc mà kiểm soát các bên coi nó có hoạt động đúng hay không đó. Rồi thì cái những cái chuyện mình nói nó chính là những cái nguyên tắc cơ bản trong cái việc vận hành của một cái nền kinh tế, và vai trò tất cả các bên từ ngân hàng trung ương cho đến ngân hàng thương mại và người tiêu dùng. Thì trong cái việc đó đó thì người ta sẽ có những cái có cái mối quan hệ đó thật sự nó khá là phức tạp, và người ta luôn luôn cố gắng đạt đến một độ trung cân bằng ha. Thì để cân bằng á, thì ở đây không phải là việc mà các bạn đừng có nhìn sự việc, đừng có nhìn cuộc đời ngay chỗ theo kiểu như là, thiệt ra mình thấy có một chuyện là cái công nghệ blockchain á, một số người ban đầu á, họ lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của thị trường về công nghệ blockchain mà họ dựng lên những cái ảo tưởng sai lầm. Đó chính là những ảo tưởng như là loại bỏ cái bên trung gian. Không phải như vậy. Nếu như bạn đưa vào cái hình thức như kiểu như là mua bán đất đai mà thông qua cái hệ thống cò đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là chính vì các hệ thống trung gian mà có cái lợi ích mà nó bị lệch như thế, thì khiến cho họ thao túng thị trường. Tuy nhiên á, là đối với những cái nền tảng khi mà nó đã hoạt động hiệu quả rồi, ví dụ như mô hình giữa ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và người dùng cuối á, thì rõ ràng là không thể nào loại bỏ vai trò của ngân hàng thương mại hết rồi. Rồi ha, thì một cái động lực tiếp theo của cái như vậy thì chúng ta hiểu bối cảnh trước, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là ngân hàng trung ương sẽ không hề có động lực loại bỏ những cái ngân hàng thương mại, có nghĩa là phát hành ra CBDC không phải nói là ê bây giờ tao muốn chiếm miếng bánh này luôn, tao loại bỏ tụi bay ra khỏi cuộc chơi, không phải như thế ha. Rồi nhưng mà sẽ là như thế nào, sẽ là vì là khi mà có nhiều cái ngân hàng thương mại đó, thì ngân hàng trung ương sẽ gặp khó khăn trong việc là quản lý sổ sách, khó khăn trong việc đảm bảo là các ngân hàng thương mại hoạt động đúng theo luật, hoạt động tuân thủ theo luật chơi đấy, và không làm những chuyện gì xảy ra đấy. Thì khi mà có một cái hệ thống CBC thì lúc này á là lúc này á là các cái hệ thống của các ngân hàng thương mại này sẽ làm sao, sẽ kết nối trực tiếp
với hệ thống CBDC. Như vậy là cứ mỗi một cái lệnh mua bán như thế nào thì sẽ được, cứ mỗi một cái lệnh là cho vay, chứ cứ mỗi một cái lệnh gì đó thì giả sử nha, mình đi 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 mua mua nhà đi ha, thì rất là nhiều người họ họ thanh toán bằng tiền mặt, họ muốn lách luật để né các loại thuế, các loại phí, họ muốn khai thấp xuống để họ lách những việc mà thanh toán tiền nhà. Thì nếu như các cái hoạt động đó triển khai trên các cái một cái blockchain riêng, một CBDC riêng do ngân hàng trung ương vận hành nha, vận hành ở đây là kiểm soát cái việc hoạt động của nó, đảm bảo nó hoạt động thôi nha. Thì còn chứ không phải là xía vào cái vận hành chi tiết nó là như thế nào đó. Thì chính khi mà một cái giao dịch nó có thể được minh bạch rõ ràng như thế thì các bên mới có thể tuân thủ đầy đủ cái cuộc chơi. Và thì lúc đó các bạn hình dung nha, CBDC tạo ra tất cả các tài khoản của user đi ha, người dùng cuối á, thì nó vẫn nằm ở trên các hệ thống của các cái ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại, xin lỗi. Và bên bên ngân hàng trung ương thì không thể nào mà không cần biết. Các bạn hình dung đi ha, giờ nếu các bạn muốn biết ông A có bao nhiêu tiền để làm gì không, ngân hàng trung ương đâu còn quan tâm như thế. Đừng có bị lặn vào những cái thứ âm mưu nó chống đối đến từng cá nhân như thế. Vì sao? Vì kiểu như thế này, bạn hình dung như nha, chẳng ai quan tâm bạn làm gì đâu, trừ trường hợp rằng bạn đang làm một hành động gì đó mà bất lợi cho hệ thống đấy, trừ trường hợp khi bạn là rửa tiền, bạn tài trợ khủng bố hay bạn làm gì, chứ còn bạn kinh doanh buôn bán thì đàng hoàng thì chẳng ai quan tâm hết. Tại vì sao? Tại vì trong cùng một lúc có rất là nhiều giao dịch. Vậy làm sao để tracking, làm sao để biết thằng nào là làm đúng, thằng nào làm sai? Cho nên hiện tại bây giờ các bạn cũng biết đó, thậm chí cái chuyện mà crypto, cái chuyện mà giao dịch crypto thì nhiều bạn lo lắng rằng là tài khoản của mình bị ngân hàng khóa, bị này nọ kia. Thiệt ra như thế này nè, bản chất cần là ngân hàng thương mại bắt buộc phải thông báo cho ngân hàng nhà nước và các tổ chức liên quan, cơ quan điều tra hay gì đó, khi mà có một cái giao dịch nghi ngờ là nó là tiền bẩn, nó là cái gì đó theo quy định đó, thì lúc đó cái giao dịch của bạn mới được đưa vào diện nghi vấn và có thể bị chặn lại. Đấy, trước tiên là cái tài khoản bạn bị theo dõi, và nếu như trong một thời gian dài có những giao dịch bất thường thì người ta mới theo dõi tài khoản của bạn, và khi mà có một chứng cứ gì đó thì người ta mới đóng băng cái tài khoản của bạn. Đấy, chứ không phải là muốn làm thì làm, không phải là làm là cái mà có liền đâu. Đấy, thì đó là cái cách thức mà mọi thứ nó vận hành, chứ không phải là nói cái là ra các bạn nói chuyện như phim vậy mà mình chả biết được phim gì nữa. Đấy, thì như vậy ha, là cái các hệ thống của ngân hàng thương mại nó phải phục vụ đối tượng khách hàng của nó, cho nên là nó chỉ có các hệ thống tài khoản thôi. Các bạn hình dung nha, trong một hệ thống ngân hàng thì cái phần front end sẽ là những cái bộ phận, những cái mà nơi mà bạn có thể tương tác được với ngân hàng. Ví dụ như rằng là mình gọi là front end ha, nó là cái mobile app mà các bạn đang sử dụng hàng ngày, nó là cái phòng giao dịch mà bạn đến tới nơi để bạn tương tác với ngân hàng, nó là cái ATM khi bạn rút tiền, gửi tiền đó. Như thế thì đó chính là những cái front end để bạn tương tác với hệ thống ngân hàng. Rồi ở bên dưới nó thì nó sẽ có là hệ thống là quản lý thông tin khách hàng, thì ở đó nó mới rằng là chứa thông tin rằng là ông Nguyễn Minh Sơn bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, rồi trong số dư tài khoản nó có bao nhiêu, như vậy nha. Đấy, chứ nó không thể nào can thiệp trực tiếp vào số tiền của mình luôn đó. Rồi nó ở dưới cuối cùng của nó luôn đó, thì nó có một cái gọi là core banking, thì chính những cái nơi này mới là nơi ghi lại là số trong đó mình có bao nhiêu tiền, số tiền là bao nhiêu. Đấy, đó, thì
trong một bạn sẽ có là một cái mình thấy ha, nó là một cái số tài khoản và nó sẽ có một định liên kết với một định danh khách hàng và liên kết với một cái core banking ID. Có nghĩa là 111. Thì như vậy trong cái hệ thống CBDC phát hành đó, thì lúc này nó sẽ liên kết cái ba cái bộ phận đó với một cái tài khoản, một cái ID trên cái blockchain của ngân hàng trung ương đó. Thì như vậy nó là một bộ gồm có bốn tài khoản, một tài khoản trên CBDC liên kết với một tài khoản ngân hàng, liên kết với một thông tin ở trên cơ sở dữ liệu của ngân hàng, liên kết với một cái tài khoản nằm sâu ở trong core banking đó. Thì như vậy cái việc mà CBDC nó chỉ nhúng vào cái phần là tài khoản, nó chỉ tạo thêm một cái thứ khác để nó có thể quản lý thôi đó. Chứ không phải là bắt buộc tất cả mọi người phải chuyển đổi tất cả cái hệ thống sang CBDC ha. Vì sao các bạn? Vì như thế này nè vì thế này nè vì á tất cả những cái ngân hàng thương mại á, thì họ có đều có một cái hệ thống gọi là core banking riêng ha. Thì cái hệ thống của họ nó chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu, chứa toàn bộ hết tất cả những thứ liên quan đến số tiền của khách hàng. Thì các bạn nên nhớ ha, ví dụ như ngân hàng Vietcombank đi ha, nó sẽ có tài khoản của một triệu người ví dụ như thế ha. Thì số tiền nó sẽ vận chuyển qua lại giữa một triệu người này thôi. Rồi khi mà bạn kết nối với tài khoản của bạn ở trên ngân hàng ACB đi ha, thì ACB sẽ là một thế giới riêng khác, chỉ quản lý cái tài khoản của ACB. Như vậy hệ thống của ACB quản lý của tài khoản của khách hàng ACB, hệ thống của Vietcombank quản lý cái tài khoản khách hàng trên Vietcombank đấy. Và mỗi mỗi một cái ngân hàng như thế nó có thể gọi là một cái gọi giống như hình thành một cái quốc gia riêng vậy đó. Thì nó sẽ có các giao dịch giữa tài khoản ở trong ngân hàng đó, tài khoản gì cùng bang đúng không đó, ngoại bang và nội bang á, cùng ngân hàng và khác ngân hàng đó. Thì các bạn cũng đã quen thuộc cái khái niệm đó, nếu như các bạn thấy mà nếu như mà chuyển tiền giữa các cái tài khoản mà cùng một bank thì nó nhanh đúng không? Tại vì sao? Tại vì lúc này là trong cùng một hệ thống đó. Còn nếu mà chuyển khác bank thì lúc trước thì nó nhanh, nó chậm hơn nha, nhưng mà sau này nó có xuất hiện của một thằng gọi là Nabas, thì công ty chuyển mạch quốc gia nó giống như một chiếc cầu nối, nó nối giữa hai cái hệ thống đó. Đó. Thì thật sự là bản chất như thế nè. Bạn hình dung đây, ở đây là giả sử ACB, đây là Vietcombank, thì thằng Nabas sao? Thằng Nabas nó sẽ nằm ở trên đâu đó như thế này để nó kết nối. Có nghĩa là thay vì là cái đồng tiền mà chuyển trực tiếp nha, chuyển trực tiếp giữa hai thằng nha, thì nó sẽ rườm rà lắm, nó sẽ phải có nghĩa là chuyển tiền mà khác ngân hàng á, thì nó cần phải có thời gian để xử lý cái lệnh này. Đó. Thì cái lệnh đó bây giờ nó lên trực tiếp lên thằng Nabas, và thằng Nabas sẽ giải quyết hết những cái lệnh ở trên đây. Đó. Nó sẽ là đối soát, nó sẽ là thực thi cái lệnh đó ngay lập tức luôn, và có gì thì nó mới đối soát ngược lại đấy. Có nghĩa là hai thằng này nó khó tin nhau đúng không, nhưng nó sẽ tin tưởng thằng Nabas đó. Thì lúc này thằng Nabas nó nhận lệnh và nó thực thi cái lệnh nó liền ngay lập tức đó. Thì thành ra cái mô hình này sẽ khiến cho cái dòng tiền có thể di chuyển nhanh hơn đó. Rồi nha, mình sẽ nói thêm một cái cụ thể nữa. Các bạn hình dung ví dụ như là các công ty như là Momo, Momo là một công ty về tài chính ha. Thiệt ra các bạn có thể gọi nó là, chính xác nha, các bạn có thể gọi nó là công ty fintech, có nghĩa là financial technology, công ty tài chính công nghệ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là Momo ứng dụng các cái công nghệ mới ha, để giúp cho các việc xử lý các cái giao dịch một cách nhanh chóng hơn. Thì bản chất là như thế này, Momo để muốn thành lập thì nó bắt buộc một phải xin một cái giấy phép từ từ cái ngân hàng thường xin một cái giấy phép từ cái ngân hàng nhà nước á. Rồi, giấy phép đó gọi là giấy phép trung gian thanh toán. Thì bản chất là nó sẽ cho phép thằng Momo thực hiện những cái nghiệp vụ giống như
thằng ngân hàng thương mại, nhưng thằng Momo không được phép huy động vốn đó. Như vậy là các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt ha. Đó, Momo sẽ đưa ra những cái sản phẩm thương mại, đưa ra các nghiệp vụ thanh toán, giúp cho người ta thanh toán nhẹ nhàng hơn, thanh toán nhanh hơn, chi phí thấp hơn, không phải tốn thời gian đi lại trực tiếp tới nơi đóng tiền điện tiền nước, mà chỉ cần thanh toán qua Momo ấy. Thì cái hình thức đó, hình thức như thế nào? Hình thức đó là bạn nạp tiền cho thằng Momo, đúng không? Đó. Thì bạn sẽ phải, khi mà nhìn vào cái ứng dụng Momo thì các bạn sẽ thấy như thế nào. Để xài Momo, bạn phải liên kết tài khoản Momo với một cái tài khoản ngân hàng của bạn. Đó. Rồi, khi mà bạn thanh toán, nó có hai hình thức. Một là bạn nạp tiền vào tài khoản Momo. Có nghĩa rằng là khi bạn thực hiện việc nạp tiền thì Momo nó sẽ đi một cái lệnh từ tài khoản ngân hàng của bạn chuyển sang tài khoản ngân hàng của Momo tại cùng ngân hàng đó luôn. Đó. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như Sơn nạp tiền từ tài khoản ACB sang Momo thì nó đồng nghĩa với việc Sơn nạp tiền từ tài khoản của Sơn trên ACB chuyển sang tài khoản của Momo trên ACB. Đó. Thì như vậy rằng là giao dịch nó sẽ được thực hiện nhanh chóng. Như vậy rằng là cái việc này á, nó làm như thế nào? Việc này á, nó làm á, nó để đảm bảo ý nghĩa rằng là bất cứ giao dịch nào á, thằng Momo nó chỉ là đóng vai trò là trung gian thanh toán thôi. Thằng Momo nó không giữ tiền. Tại vì nếu như mà tiền của bạn chuyển trực tiếp Momo, và Momo chuyển trực tiếp qua 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 ngân hàng, qua các bên kia á, thì nó sẽ sinh một chuyện là thế này nè. Ê Momo, bây giờ rủ người ta nạp tiền cho mày rồi mày không đóng tiền luôn thì sao? Mày mày ôm cục tiền đó mày chạy luôn thì sao? Ai ai chịu trách nhiệm? Đấy, thì lúc đó thằng Momo mới mở một cái tài khoản của nó ở trên cái ngân hàng kia. Đó. Thì bản chất là khi mà bạn thanh toán cái tiền điện đi ha, thì tiền từ tài khoản của bạn sẽ chuyển sang tài khoản của Momo trên ngân hàng đó. Và khi mà tới cuối tháng á, thì thằng Momo á, nó mới chuyển sang tài khoản của công ty điện lực có trên cùng ngân hàng đó luôn. Đó. Thì như vậy các bạn sẽ thấy nha, ngân hàng thương mại sẽ là cái nơi để chứa tiền nhanh chóng, thằng Momo sẽ là cái thằng tạo ra tiện ích để giúp cho khách hàng có thể thực hiện các cái nghiệp vụ thanh toán một cách nhanh chóng. Đó. Rồi tất cả các bên mà được thụ hưởng á, các bên mà nhận được thằng thằng giả sử bên điện đi ha, thì bên điện sẽ nhờ có thằng Momo mà có được tiền nhanh chóng đó, sẽ thu 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 sẽ cung cấp một cái dịch vụ, một cái giá trị gia tăng cho khách hàng. Có nghĩa rằng là ngày xưa lâu lắm rồi nha, thì lúc mà mình còn khoảng chừng 20 tuổi đó, mình đóng tiền điện thì mình phải ra công ty điện lực mình ngồi mình chờ một số, mình chờ tới lượt. Thì bây giờ chỉ cần đóng tiền qua Momo thôi đó, thì chính những cái tiện ích đó nó sẽ tiết kiệm thời gian công sức cho toàn xã hội, và nó tạo ra cho một cái giá trị nào đó cho thằng Momo và cũng như cho công ty điện lực đó rồi ha. Thì như vậy á, thằng Momo nó sẽ có lợi ích gì? Thằng Momo nó sẽ có được là cái dòng tiền chảy qua nó nè, đúng không? Thì có nghĩa là khi mà nó làm cái dịch vụ thu tiền hộ, thu tiền điện hộ, thì nó sẽ được công ty điện lực chi trả một phần nào đó và được hưởng phần trăm trên chuyện đó. Ví dụ nó được hưởng khoảng chừng 0,1% thôi. Bạn hình dung như tất cả cái tiền điện mà không phải một tiền phần trăm tiền điện thì là bao nhiêu? Ở về mặt thực tế thì khi mà đi thu tiền điện á, thì công ty điện lực sẽ trả ra đâu đó khoảng tiền 2.000 đồng trên một cái bill ấy. Thì các bạn hình dung nha, cái phần 2.000 đó nó phải chia cho một số bên nữa, chứ thằng Momo không được hưởng hết đấy. Cho nên là giả sử cho thằng Momo cứ mỗi một cái đơn đóng tiền điện thằng Momo được hưởng 500 đồng nè. Rồi đó là một cái dòng doanh thu ha. Rồi và chúng ta đi sâu hơn nữa trong cái game này ha, thì chúng ta sẽ thấy thằng gì, chúng ta sẽ thấy thằng Alipay đi, hoặc là WeChat. Thì khi mà
Tại sao mình muốn nói đến chuyện này? Tại vì á, là các bạn sẽ hỏi rằng là nếu như các bạn nhìn vào mô hình của thằng Momo á, khoảng 2 3 năm trước đây á, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cho mình đóng miễn phí tiền điện tiền nước này nọ, nhưng mà chỉ khi nào bạn cần thì bạn mới là bỏ tiền ra bạn đóng thôi, còn không thì bạn đâu có bỏ tiền. Mà thật ra là cái cơ sở hạ tầng để mà cho khách hàng nó sử dụng á, thì nó cũng phải tốn tiền rất là nhiều. Nếu mà thu bắt cắt thu 500 500 500 vậy thì nhiều khi cái dòng thu nó ở đâu đấy? Thì nếu như bây giờ các bạn mở các Momo lên ra thì các bạn sẽ thấy là có ví trả sao đó. Như vậy là sao? Có nghĩa là đây là một cái mô hình tạo ra một cái ví trả sao, có nghĩa là ví credit á, nó sẽ cấp tín dụng cho các bạn để các bạn có thể mua sắm, các bạn có thể làm sao đó để có dòng tiền chạy ra trên trên hệ thống. Nếu bây giờ bạn muốn mua, mình không có biết, không có nhớ rằng là ở trên Momo nó cho phép là cái giá trị của trả sao đó là bao nhiêu ha. Nhưng mà giả sử nha, so với các thẻ tín dụng mà các bạn mở ha, thì người ta chào mời các bạn mở thẻ tín dụng á thì sao? Người ta chào mời các bạn mở thẻ tín dụng thì nó sẽ cung cấp cho bạn hạn mức khoảng chừng 10 đến 12 triệu. Ví dụ thế, giả sử cho 10 triệu đi cho tròn số ha. 10 triệu này nó cấp cho bạn cái tín dụng nè, thì bạn muốn xài cũng được mà không xài cũng được, không xài không nói gì, muốn xài thì sao? Khi bạn xài có nghĩa là tính đã gọi là tín dụng mà, nếu như bạn có tiền thì bạn trả tiền cho rồi đi, đúng không? Còn đằng này khi bạn xài tín dụng thì bạn không trả, không có tiền để trả liền mà là bạn sẽ trả sao. Thì như vậy khi mà bạn mua, mà mua trước bạn lấy sản phẩm trước mà bạn trả sao, có nghĩa là ngoài cái năng lực tài chính của bạn. Thì khi ngoài năng lực tài chính á, có nghĩa là nếu như bạn không có tiền thì bạn sẽ không mua, đúng không? Mà bạn không mua thì có nghĩa là cái cửa hàng nó sẽ không bán được sản phẩm đó. Thì bây giờ các bạn hình dung nha, nếu như mà các bạn sử dụng credit đi thì nó sẽ có hạn mức, có thời hạn á, là tính lãi là 45 ngày. Có nghĩa là nếu như bạn trả trước 45 ngày thì thôi nó không tính lãi bạn, còn nếu như mà bạn trả lãi sau cái hạn đó thì nó sẽ tính lãi bạn, đúng không? Và lãi suất đó sẽ rất là cao. Và nếu như cho dù bạn trả trước 45 ngày đi nữa thì thật ra đối với nền kinh tế đã có lợi ích rồi. Vì sao? Vì bạn đã mua một cái mà ngoài khả năng của bạn, có nghĩa là bạn phải đi làm quần quật để bạn có tiền bạn trả, đúng không? Đó có nghĩa rằng là cái bên mà bán ra mẫu hàng đó đã bán được một mẫu hàng và đã nhận được tiền. Đấy. Và khi mà họ nhận được tiền thì sao? Ngân hàng nó sẽ có lời, các cái bên mà chờ mà cung cấp tín dụng nó sẽ có lời bằng cách gì? Có nghĩa là khi bạn mua một cái món đồ thông qua thẻ tín dụng á, thì cái bên bán hàng á phải trả một cái phí lại cho bên cung cấp tín dụng. Thì đâu đó nó khoảng chừng cao nhất là khoảng chừng 3%, nhưng mà thông thường nó là khoảng từ 1 đến 2%. Mình giả sử nó là 2% thì một món đồ là 10 triệu thì 10% là 1 triệu và 2% là 200 ngàn. Đấy, thì cứ mỗi lần các bạn mua sắm, cứ mỗi lần các bạn làm gì đó mà ngoài năng lực của các bạn thì đã cái hệ thống nó đã có lợi. Đấy. Thì như vậy khi mà hiểu được cái bức tranh chung của cái nền kinh tế từ vai trò của ngân hàng trung ương tới vai trò của cái hệ thương mại, tới vai trò của các tổ chức fintech, và cái vai trò của chính bản thân của các bạn, thì các bạn sẽ thấy được rằng trong bức tranh đó trong bức tranh đó, bức tranh mà sôi động như thế là các động lực của các bên như là ngân hàng thương mại và các tổ chức fintech á, là sao? Họ tạo ra càng nhiều sản phẩm, họ tạo ra nhiều thứ để gì? Để các bạn tiêu dùng, các bạn mua sắm hàng ngày. Và nó trở thành một cái thói quen, một văn hóa tiêu dùng rồi. Và chính vì những cái chuyện đó khiến cho thằng Alipay, khiến cho WeChat đó trở nên những cái thằng là nắm giữ một cái lượng tín dụng cực kỳ lớn luôn đấy. Và như vậy nếu như mà ngân hàng trung ương không thể nào kiểm soát nha, nếu như ngân hàng trung ương không thể nào kiểm soát cái nha, thì sao? Các bạn thấy nó kinh khủng mức độ nào không? Nếu như mà một nha là
rủi ro về tín dụng nó phình to lên. À, tất cả các khoản mà tín dụng mà tốt, nó tồn tại đâu, tín dụng xấu cũng có nè. À, khi mà nguyên cái hệ thống nó không thể nào bền vững nè, nó bùng nổ nè, thì lúc đó cái mà khả năng đe dọa đến sự an toàn của toàn nền kinh tế là cực kỳ lớn. Đó là lý do Alibaba không thể nào IPO trong đợt vừa rồi, bị ngăn cản ngay lập tức luôn. Đấy, các bạn hình dung nha. Một khi á, nó một khi nó IPO, một khi nó huy động vốn nó trên toàn thế giới ha, thì lúc này nha, các dòng tiền nước ngoài đổ vào, lúc này cái thông tin về cái việc mà hành vi tiêu dùng của user á, nó được mà khai thác một cách triệt để hơn, và nó sẽ hướng đến cái chuyện mà yếu tố lợi nhuận hơn, và nó sẽ cho vay, nó sẽ làm sao đó để cho người ta phải xài tiền, người ta phải trả tiền nó nhiều hơn. Thậm chí ở Việt Nam, như các bạn thấy FLredit, thì các bạn thấy rằng là cái việc mà cái team đòi nợ mướn của FLredit á, nó khủng khiếp như thế nào rồi, nó phiền phức như thế nào rồi. Mà nếu như một cái nền kinh tế lớn hơn Trung Quốc, lớn hơn như Trung Quốc ha, mà lại hoảng loạn, lại không có một cái định hướng gì hết, và ai mặc sức mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái tổ chức đó là giống như một quốc gia riêng, một thế giới riêng rồi, và bành trướng theo những cái hướng rất là rủi ro như thế, thì cái việc mà ngăn chặn là hành động phù hợp và bắt buộc. Cho nên khi mà cái anh đã quá lớn, khi mà anh đã đe dọa lợi ích của toàn bộ nền kinh tế, thì anh sẽ phải bị kiểm soát thôi. Đó chính là cái chuyện đó là chính là cái chuyện mà các bạn sẽ phải đối mặt ha. Rồi, thì như vậy nếu như có một cái thứ gọi là CBDC ha, thì ngân hàng trung ương có thể kiểm soát hết tất cả những cái khoản như thế. Mọi cái giao dịch đều được định danh hết rồi. Từ tiền từ ai chuyển sang ai, rồi khi mà có chuyện gì á, bùng nổ một cái, nắm đầu nó ra, tra ra lần đến từng cái ngóc ngách, đến cái dòng tiền nó xuất phát từ đâu, chỗ nào, tiền ai cho vay thế nào, nắm đầu ngay thằng đầu sỏ, xử liền tại chỗ đó. Thì các bạn sẽ thấy lúc đó là chính là cái ngân hàng trung ương nó sẽ có cái năng lực kiểm soát nhiều hơn. Chứ còn bây giờ nó chỉ biết được rằng là ơi, thằng ngân hàng thương mại đó nó có bao nhiêu tiền, nó làm ăn thế nào, sổ sách ra sao, chứ không thể nào đi vào từng cái nghiệp vụ cơ bản để có thể kiểm soát được. Đúng không? Rồi, thậm chí các bạn cũng biết như thế này không? Momo á, là theo một cái quy định đó, đó chính là cái thẻ trả trước á. Thẻ nó trong 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 cái quy định của mảng tài chính á, thì cái chính xác, nếu mà từ chuyên ngành đó, thì thằng Momo là card not present, có nghĩa là cái người sở hữu cái thẻ đó là không cần phải có mặt tại cái thời điểm mà nạp tiền hay rút tiền. Có nghĩa là bạn đưa cái tài khoản Momo của bạn cho bất cứ người nào, rút tiền thì cũng phải là bạn rồi, rút tiền là card present, còn nếu mà nạp tiền thì card not present, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể nạp tiền vào bạn 5 triệu. Có nghĩa là bạn đi vào cửa hàng Momo, bạn nói nạp tiền cho anh Sơn 5 triệu, là lúc đó nhân viên sẽ nạp tiền mà không có hề có một thắc mắc, không có hề có một cái thứ gì hết, và họ sẽ làm theo thôi. Thì chính vì cái việc đó đó, chính cái cạnh đó đó, các bạn hình dung nha, mấy thằng cá độ bóng đá đó, đi chung độ đó, hoặc cá độ này nọ, nạp nạp rút qua Momo, các bạn thấy lợi hại không? Vì sao? Nạp vô chung độ đúng không, nạp tiền vào tài khoản đó 5 triệu, cứ mỗi lần 5 triệu, cứ mỗi lần 5 triệu như vậy, thì dưới 5 triệu thì 5 triệu là tối đa đúng không, thì 5 triệu không bị sự kiểm soát, 5 triệu vẫn ổn. Xong hết tài khoản này một thời gian đấy, tài khoản khác nạp rút 5 triệu, cứ mỗi lần 5 triệu 5 triệu, thế chơi 50 triệu thì bụng thì nạp 10 lần. Chính vì những cái quy định mà dĩ nhiên cái quy định đó để phòng ngừa, nhưng phòng ngừa luôn có kẽ hở và có cách khai thác, cho nên là những chuyện đó đó, tài khoản nè các bạn hình dung nha, quy định là vì và mọi thứ nó chẳng đồng bộ. Vì sao? Vì ở bên ngành SIM số thì bắt buộc là cái SIM phải rằng là
là khai báo thông tin chính chủ đúng không? Nhưng mà có ai khai báo thông tin chính chủ đâu? À, như vậy rằng là cái thẻ SIM nó liên cái số số điện thoại đó nó liên kết với thông tin không chính chủ, rồi sau đó dùng cái thông tin đó để tạo một cái tài khoản Momo. Thì như vậy khi nạp tiền vào thì không thể nào biết được ai để nắm đầu đó. Đấy, thì như vậy để hình dung ra cho các bạn thấy rằng là nói nãy giờ để các bạn thấy rằng là trong cái nền kinh tế nó có rất là nhiều cái thành phần, nó có rất nhiều cái hành vi cực kỳ phức tạp, mà thằng ngân hàng nhà nước, ngân hàng trung ương đó, ngân hàng trung ương hay ngân hàng nhà nước là một ha, thì nó không thể nào kiểm soát được hết tất cả những hành vi này. Đó. Và chỉ có những cái vụ đại án, chỉ có những vụ mà nó mang tính chất xã hội mà rất là nặng nề, mang cái hậu quả rất là nặng nề, được cơ quan điều tra theo dõi, phá vỡ ra những cái đường dây hàng chục ngàn tỷ thì lúc đó mới biết được thôi. Như vậy nó không có tính chất phòng ngừa ha, mà nó chỉ có tính chất là đi xử lý cái hậu quả thôi. Đấy. Cho nên chính vì những cái chuyện đó mới dẫn đến cái chuyện là nhu cầu sở hữu một cái CBDC để kiểm soát hết tất cả những cái hành vi. Rồi thì đó là một cái góc độ từ 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 việc điều hành quản lý cái đồng tiền trong nước thôi. À, và còn một cái nữa, cái nhu cầu đó khi mình chia sẻ nó là cái nhu cầu chung của rất là nhiều cái quốc gia khác nhau trong việc quản lý dòng tiền. Nhưng cái mà mình nói tiếp theo đây là tùy theo cái nhu cầu của quốc gia, tùy theo cái độ lớn, tùy cái tham vọng của quốc gia mà người ta có thể là triển khai CBDC. Ví dụ nha, mình lấy một trường hợp ở Trung Quốc đi. Vì sao? Vì đối với mình á, CBDC là một công cụ tuyệt hảo để Trung Quốc có thể ứng dụng vào việc quản lý đồng tiền và dùng nó để làm sức ép kinh tế lên các cái bên khác, và nó cũng là cái phần mà CBDC trở thành cái vũ khí trên cuộc chiến thương mại mới ha. Thì các bạn hình dung nha. Hiện tại bây giờ nếu mà thanh toán cái đơn hàng của Trung Quốc thì sao? Việt Nam phải mua nhân dân tệ sau đó thanh toán cho Trung Quốc. Có nghĩa là đổi từ Việt Nam đồng sang nhân dân tệ để thanh toán cho Trung Quốc đúng không? Đó. Tuy nhiên có một số cái lĩnh vực đó thì có nhiều bên đó thì thằng thằng Trung Quốc nó không có ép được, hoặc là các quốc gia lớn khác nó cũng không có ép được trong việc mà thanh toán bằng nhân dân tệ. Đấy. Và các bạn hình dung nha. Nếu như mà nó triển khai cái kiểu thế này, nó ép thứ nhất nha, đối với tất cả các quốc gia mà nhỏ bé mà phụ thuộc vào nó về cái mặt kinh tế, nó ép như thế này, tụi bay phải thanh toán bằng nhân tệ mà điện tử cho ta, ha, mình gọi là nhân tệ điện tử đi ha, rồi thì tất cả các bạn khác bắt buộc phải nghe theo đấy. Và bây giờ ha, rồi một cái thứ hai nữa, nó nói rằng là đối với những nước mà mạnh mạnh hơn nha, nó nói là bây giờ nếu như mà tụi bay thanh toán bằng nhân tệ Trung Quốc thì tụi tao sẽ có cái là có cái ưu đãi cho tụi bay như thế này, chấp nhận thanh toán sao như thế nào đó, rồi có cái tỷ giá mà có cái tỷ giá nó cái tỷ nội nội cái tỷ giá nó tỷ giá hồi đó đó nha, tỷ giá ngoại hối đó, là chỉ cần chênh lệch chút xíu thôi sẽ là tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi đó. Ví dụ như giao dịch đó thì tỷ giá tốt hơn là chắc chắn rồi đấy. Vì sao? Vì nó sẽ thu được ngoại tệ mà nó đưa cho bạn cái đồng fiat ở trên 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 blockchain thì nó đâu có tốn kém cái gì đâu. Đó, và nó sẽ nói thêm gì nữa nè, nếu bọn bay sử dụng bằng CBDC á thì bọn bay sẽ được một số ngân hàng của Trung Quốc là cho vay với lãi suất ưu đãi đấy. Thì chính vì những cái việc đó như sao, nó các bạn đừng thể nói cái gì nữa, đối với doanh nghiệp họ hoạt động dựa trên lợi ích thì một khi cái đòn nó được tung ra thì tất cả các doanh nghiệp vì lợi ích của chính bản thân họ, họ sẽ sử dụng cái đồng nhân dân tệ điện tử để thanh toán đấy. Và các bạn hình dung nha, đối với Mỹ thì Mỹ đã rất xuất sắc biến đô la hóa cái đồng petrodollar đó, có nghĩa là yêu cầu tất cả các
khoản mà liên quan đến thanh toán, liên quan đến dầu mỏ đều thanh toán bằng đô la, thì nó sẽ như thế nào nếu như Trung Quốc thuyết phục được tất cả những cái bên có cái lợi tài chính của họ thanh toán bằng nhiên liệu tệ, thì lúc này thế nào nó sẽ Trung Quốc ha, các bạn thấy ha, về mặt về 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 thực tế hiện tại nha, là cái nền kinh tế của Trung Quốc đã vượt qua nền kinh tế Mỹ rồi. Tất cả những cái giá trị nó tạo ra nó đã vượt hơn rồi, và cái mức độ phụ thuộc của nó hiện tại mình thấy rằng là rất là nhiều cái quốc gia nó phụ thuộc vào Trung Quốc còn nhiều hơn là Mỹ nữa đấy. Thì như vậy rằng là với những cái lợi ích mà không thể nào mà chối cãi như thế, thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó đã vươn lên vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên cái vị trí của đồng nhân tệ vẫn thua Mỹ, vì tất cả những cái quốc gia khác đều sử dụng đô la Mỹ để thanh toán mà. Thì các bạn thấy rằng là rõ ràng á, nếu mà nhờ có CBDC á, thì đây sẽ là một cái con bài rất là quan trọng để Trung Quốc có thể lật đổ vị thế của Mỹ, của đồng đô la Mỹ. Thì các bạn nghĩ coi nó lúc đó nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Đấy. Lúc này nha, các bạn hình dung nha, tất cả các khoản đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài đều là CBDC đúng không? Lúc này nói mày muốn tụi tao viện trợ thì mày chỉ nhận được bằng nhân tệ điện tử thôi. Mày muốn giao dịch ta thì mày chỉ nhận mua bán bằng nhân tệ điện tử thôi. Thì để triển khai câu chuyện đó thì nó sẽ là bài toán của đâu đó khoảng 5-10 năm nữa, nhưng mà khi mà chuyện đó xảy ra rồi là nó sẽ lật đổ vị thế của Mỹ ngay lập tức luôn. Rồi thì như vậy cứ giá trị cái đồng tiền á, nó được xem trọng. Vì sao? Vì nhiều người muốn nó đúng không? Nhiều quốc gia đều có một tỷ lệ dự trữ đô la Mỹ rất là lớn. Nếu chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như bây giờ mọi thứ đó chuyển thành nhiên tệ điện tử, và chính vì những cái động lực này á, thực ra nó chỉ có ở số một số cái cường quốc thôi, khi mà nó phục vụ cho cái bài toán nó lớn hơn, nó phục vụ cho cái bài toán là về tầm ảnh hưởng về kinh tế và chính trị, chứ không phải là những cái bài toán kiểu giống như là đơn giản như trong cái nhu cầu kiểm soát, mà nó sẽ thay đổi vị thế hoàn toàn luôn. Rồi thì các bạn cũng thấy đó, các bạn cũng thấy đó là một cuộc chiến thương mại trong tương lai, mọi thứ sẽ không chỉ còn cấm vận kiểu đó nữa, mà nó cấm bằng dòng tiền. Và thậm chí bây giờ nếu như mà các bạn nghe thì nghe nói là cái việc mà các nước châu Âu loại loại Nga ra khỏi hệ thống SWIFT đúng không? Thì bây giờ nếu như thế nào khi mà tất cả các Trung Quốc nó loại một cái bên nào đó ra khỏi hệ thống CBDC của nó, có nghĩa là những cái lợi thế, những cái ưu đãi này nọ sẽ bị mất. Có nghĩa rằng là anh sẽ phải đi kiếm một cái nguồn 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 vốn nào đó nó có chi phí cao hơn. Đấy. Thì đó là câu chuyện tương lai ha. Thì chúng ta thấy rằng là hai cái động lực đó là động lực rất lớn cho tất cả các bên trong cái việc triển khai CBDC. Tuy nhiên á, là để triển khai một thứ như thế nó cần phải có cái tầm nhìn, nó cần phải có các cái bên mà thực hiện, và thực hiện nó là một chuyện rất là khó chứ không phải là dễ dàng. Nhưng mà các bạn có thể hình dung thế này, mình cũng muốn đề cập đến một chuyện là cái chuyện mà cái yếu tố mà decentralized á, thì chúng ta cũng là cùng một cái trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta đang bị dẫn dắt bởi những cái quan niệm không chính xác. Decentralized á, thì đừng có mơ tưởng đến cái việc là quyền lực sẽ được phân chia. Không, quyền lực vẫn tập trung thôi. Decentralized ở đây là decentralized trong cơ chế về về xác thực, về cái việc mà đảm bảo an toàn hệ thống. Có nghĩa rằng là một hệ thống đó nó sẽ được phân tán ra nhiều bên, để làm nhiều bên để có thể là chạy nhiều node để có thể xác thực hệ thống đó. Ví dụ như đối với một cái hệ thống CBDC thì các cái node đó nó sẽ do là các cái giả sử như các cái sở ban ngành, mỗi một thằng nó sẽ giữ một node,
Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, rồi bên quân đội, bên cảnh sát, vân vân. Đấy, thì mỗi một bên nó sẽ giữ một cái nốt như thế để nó phân tán ra, nó không có tập trung nữa, và nó sẽ khác với các việc mà là như các hệ thống mà kiểu các ngân hàng á, thì mỗi ngân hàng nó đều là một hệ thống tập trung trong thế giới riêng của nó. Đấy, còn còn đối với các hệ thống CBDC á, thì cái việc mà chạy các nó sẽ được phân tán ra, thì cơ chế đồng thuận nó sẽ giúp cho cái hệ thống nó an toàn và bảo mật hơn, tránh một bên nào đó can thiệp vào hệ thống để trục lợi cho họ. Thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến cái chuyện mà decentralized ở khía cạnh đó nha. Chứ còn quyền lực thì quyền lực của nhà nước là quyền lực tuyệt đối, và sẽ không có bên nào có thể mà chia sẻ cái quyền lực đó, có thể là thay đổi cái cán cân quyền lực đó ha. Khi mình phân tích cái động lực triển khai CBDC các bên, thì các bạn cũng thấy rằng là rõ ràng là những cái chuyện đó nó sẽ trở thành một cái vũ khí mới cho cuộc chiến thương mại rồi ha. Thì mình sẽ không không có nói đến cái chuyện này nữa rồi. Cách thức hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và vai trò trong nền kinh tế, thì mình khi mà mình phân tích cái đường đi của dòng tiền từ các bên như rằng là ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, fintech, người dùng, thì các bạn cũng thấy được rằng là vai trò của họ như thế ha. Mỗi một bên đều có vai trò, đều có cách thức hoạt động khác nhau, và chính những vai trò đó, chính những cái nó mỗi một thằng á, nó sẽ tạo ra nhiều cái giá trị khác nhau, và cái nó không bị trùng lắp lẫn nhau, cho nên nó sẽ không có tính phủ nhận nhau. Không phải rằng là ngân hàng trung ương sẽ chết, ngân hàng thương mại sẽ chết hay gì này nọ, lúc này ra crypto thì các ngân hàng bị chết, không không có chuyện đó. Mà các bạn phải hình dung thế này nè, công nghệ blockchain và crypto và CBDC nó sẽ tồn tại song song với nhau, và mỗi bên sẽ có một cái ứng dụng, sẽ có vai trò, và cái vai trò nó sẽ được tiến hóa. Và một cái bối cảnh mà các bạn hình dung mà mình nghĩ là chính xác nhất đó là như thế này: ngân hàng thương mại và các công ty fintech nó sẽ tiến hóa lên để kết nối các hệ thống tài chính lại với nhau, theo hướng rằng là sẽ giúp cho nền kinh tế tiếp cận được nhiều cái nguồn vốn ở mọi nơi trên thế giới, và lúc này nó sẽ tạo thành một cái thị trường tài chính chung, nó sẽ phản hết tất cả những rào cản trên thị trường tài chính này. Nó giúp cho một người ở bên Mỹ có thể cho một người ở Việt Nam vay vốn, miễn sao nó người ta tin tưởng là được chơi thôi đó. Vì các bạn cũng thấy rằng hiện tại là các cái nền tảng như là Ava, như là MakerDAO đó, thì các bạn cũng thấy là những cái nền tảng đó rồi, nó đâu có theo cái vị trí địa lý đâu đó. Bất kể một người nào cũng có thể cho người khác vay vốn, để vì sao, vì vì cái mức độ mà cái tỷ suất lợi nhuận đó và cái rủi ro đó thì đánh giá của mọi người một khác nhau mà. Đấy, tại vì ở Mỹ thì tỷ suất lợi nhuận nó đâu đó nó khoảng 0% cho đến 1%, thì qua Việt Nam mà lãi suất mà 5-6% một năm nó là ông nội người ta rồi, đúng không đó. Và khi mà các bạn thẩm định được, khi bạn cách dần cuộc chơi, thì người Mỹ lúc này sẽ dễ dàng cho một người ở Việt Nam như vậy, hoặc bất kỳ một nơi nào đó, đúng không, miễn sao anh trả nợ cho tôi là đầy đủ là được rồi, còn không thì tịch thu các tài sản thế chấp dưới dạng từ kỹ thuật số là sao đó. Và cái chuyện này sẽ là gì, chuyện này sẽ đụng chạm đến lợi ích của các quốc gia. Vì sao, các bạn thấy là đối với một số quốc gia như là Mỹ, nó có cái góc nhìn khá là bảo thủ về các cái mô hình ICO này. Vì sao, vì các mô hình này là các mô hình kêu gọi vốn chưa được thẩm định và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong cái việc vận hành cũng như pháp lý, khiến cho những người công dân Mỹ nếu mà tham gia vào thì có thể bị mất tiền đó. Thì như vậy rằng là Mỹ nó sẽ đứng ở trên góc độ là bảo vệ cái công dân của nó và bảo vệ cái dòng tiền. Tại vì sao, mày không mất tiền ngu cho mấy thằng kia thì
mày sẽ đầu tư vào đâu đó trong nước Mỹ, đúng không? Đó. Và khi mà đầu tư thì sao? Cái nền kinh tế Mỹ sẽ được hưởng lợi. Đấy. Còn nếu như mà các bạn hình dung thôi, bây giờ nó có một kênh nào đó mà nó thất thoát tài sản ra nước ngoài, đi đầu tư nó khác, để được có được tỷ suất lợi hơn, thì sao? Thì mình phải cấm nó chứ sao vậy? Đấy. Thì họ cấm thì họ cấm bằng cách nào? Thiệt ra mà nói là các bạn, khi mà các bạn tìm hiểu về cái sự khác biệt giữa cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam với hệ thống ngân hàng của các quốc gia khác á, các bạn sẽ thấy rằng là họ, các quốc gia khác họ làm rất là kín kẽ. Đối với cái dòng tiền á, thì các bạn sẽ nghĩ đến đầu vào và đầu ra. Đấy. Thì bây giờ giả sử nó đầu vào ha, thì muốn đầu tư vào crypto ở bên Mỹ á, thì bạn phải nạp tiền vào vào một số cái sàn như Coinbase. Những cái sàn đó thì nó sẽ sao, nó sẽ giới hạn số tiền các bạn nạp được trong vòng một tháng. Có nghĩa là bạn không muốn nạp, không phải là muốn nạp bao nhiêu tiền là nạp, mà giới góc độ là một 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 cá thể thôi đó, thì bạn chỉ nạp được một số tiền nhất định thôi. Đấy. Thì như vậy bạn đâu có thể 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 nạp nhiều đâu. Và khi mà bạn nạp đó, thì còn cái đầu ra là rút ra nữa. Thì rút ra tiền ở trên Coinbase á, thì bạn, nếu bạn chuyển qua ngân hàng khác á, thì khi rút ra nó sẽ cắn vào một khoản là thuế, khoản thuế, và nó đánh thuế như là một cái tài sản, nó không xem như là cổ phiếu. Cổ phiếu á, thì thu đánh thuế rất là thấp, còn tài sản thì đánh thuế rất là cao, lên tới 30%. Thì cứ một giao dịch mà lỗ thì tự chịu, là một đồng thì mất hết 0,3 đồng. Thì như vậy nó sẽ khiến cái việc đầu tư vào crypto nó thành một cái kênh kém hấp dẫn đối với những nhà đầu tư đó. Thì kém hấp dẫn thì sao, người ta ít đầu tư thôi. Còn nếu người ta chấp nhận người ta đầu tư luôn thì sao? Thì lúc này nó sẽ gây khó khăn trong cái việc rút tiền ra. Vì sao? Vì vậy, giả sử nha, nếu bạn là công dân Mỹ, nhưng bạn cũng là người Việt Nam luôn đi, còn bạn làm sao đó bạn thành công, bạn có cái dòng tiền bên ngoài, làm sao đó bạn mua được crypto, bạn mua mấy con mà giá rẻ, cho tới bây giờ bạn có mấy chục triệu đô trong tài khoản, thì câu hỏi nè, làm sao để rút tiền đó ra để mua sắm ở bên Mỹ? Đó là vấn đề, đó là vấn đề cực lớn luôn. Nếu như bạn rút tiền thì bạn phải nạp tiền vào bên ngân hàng bên kia. Bạn không thể nào đến một cái công ty ở bên Mỹ, bạn đưa crypto ra, bạn nói ê tao thanh toán nè, tao mua chiếc xe nè, bây giờ Tesla nó bằng miệng, như vậy thì bạn có xem được cái quy trình thanh toán khi mua xe Tesla chưa? Rồi tiền chuyển thế nào, rồi khai báo thuế thế nào, rồi thu nhập ra sao đó, thì sở thuế Mỹ đó, nó dí các bạn đến chết luôn. Đấy. Và các quy định của nó rất là chặt chẽ. Còn nó thẳng ra luôn, ở Việt Nam thì chẳng có chuyện đó. Ở Việt Nam thì bây giờ bạn muốn cash out ra, bạn chi tiêu chả ai có thể là kiểm soát được hết. Đấy. Thì ở Việt Nam thì có thể là tiền từ Việt Nam, tiền 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 của các bạn vào crypto, tiền của các bạn vào cái hình thức khác, nó đều dễ. Nhưng mà khi mà các người ta kiểm soát chặt đầu vào và kiểm soát chặt đầu ra, là lúc đó bạn kiếm được bao nhiêu tiền cũng khó, rất khó là tiêu. Còn ở Việt Nam gì? Ở Việt Nam là gì? Tiền mặt là công cụ để rửa tiền nè. Cái gì không là công cụ rửa tiền, đúng không? Đó. Rồi vàng nè, rồi kim cương, rồi đồng hồ, rồi cái gì nữa, miễn sao nó có giá trị thôi. Giả sử bây giờ bạn bạn đi ra nước ngoài, bạn nếu đem tiền mặt thì bạn phải khai báo một cái gì đó. Nhưng nếu mà bạn đeo một cái đồng hồ Rolex thì nó lại khác. Vậy thì sao? Luật pháp rất khó theo kịp những cái diễn biến của đời sống xã hội, và cỡ nào đi nữa thì nó cũng có một cái gì đó để lách, nhưng mà lách thì cũng phải tìm hiểu, phải tốn thời gian, phải có cách thức, chứ không phải là muốn lách là lách liền. Và hiện tại chúng ta đang ở một cái giai đoạn rất là thoải mái ở Việt Nam, khi mà chúng ta cash in cash out bằng crypto một cách rất là dễ dàng đó. Chứ còn ở nước khác thì rất là khó đó. Và khi mà đấy, đẩy qua một cái chuyện nữa là đẩy qua một cái chuyện nữa là
Nếu như CBDC mà ra đời mà có thể kiểm soát được hết tất cả cái dòng tiền như thế, giả sử bây giờ cái quy định thôi, bây giờ nếu mà bán á, nhắc đến chuyện quy định thì nhắc đến cái chuyện mà vàng á, vàng và ngoại tệ, thì có một cái quy định rằng là buôn buôn bán vàng hay ngoại tệ ở Việt Nam, thì phải sao, ngoại tệ ở Việt Nam thì phải đến những cái đại lý được cấp phép mới có thể bán được. Còn nếu bán chui thì sao? Bán chui thì tịch thu, và chỉ cần là một cái đối với nhân dân Việt Nam á, thì chỉ cần thế này, hụn phát thôi, lên báo Tuổi Trẻ nói rằng ông A bán vàng bị tịch thu phạt thêm 100 triệu, vậy là xong, chẳng ai dám làm sai, đúng không? Đó, thì các bạn thấy rằng là để thi hành pháp luật, để đạt được cái mục đích thì kiểm soát này nọ, thì có rất là nhiều cái biện pháp và cũng rất là nhiều cái chính sách cũng như nhiều cách thức đánh vào cái tâm lý của người dùng. Thì lúc này thì họ sẽ tuân thủ thôi. Đấy, chẳng ai mà vì rủi ro bán 100 đô mà bị phạt rất là nhiều tiền và có thể ở tù nữa, thì đâu ai dám đâu, đúng không? Mình chả dám. Đó, thì nếu vậy thì mình sẽ đi ra những cửa hàng, những tiệm vàng mà có giấy phép mua bán ngoại tệ thôi. Đó, rồi như thế. Đó, thì chính cái chuyện đó khiến cho những cái chuyện đó nó sẽ khiến cho số đông xã hội phải tuân thủ, chỉ có một số nhỏ họ tìm cách họ lấp với hình thức này hình thức kia vậy thôi. Thì như vậy là như vậy là trong một cái bối cảnh chung của nền kinh tế nó có rất là nhiều đối tượng, có rất là nhiều cái hành vi, thì thằng CBDC khi mà được triển khai nó sẽ mang lại những cái lợi khá nhiều cho ngân hàng trung ương trong việc mà điều hành tất cả các chính sách kinh tế. Các bạn hình dung nữa ha, bây giờ nếu mà cái giao dịch cái đợt vừa rồi chúng ta thấy là giảm cái thuế VAT từ 10% xuống 8%, đúng không? Thì hiện tại thì nó vẫn có cái hệ thống kê khai thuế xuất cái hóa đơn VAT, và tất cả các hóa đơn nó đã tự động nó giảm xuống là 8% rồi ha. Nhưng mà nếu như mà nó là CBDC, nếu như mà tất cả mọi thứ đó đều là smart contract, như vậy có nghĩa là mỗi cái giao dịch sau khi ra một con số là total rồi, tổng là bao nhiêu tiền rồi, thì tương tác với cái bên xuất hóa đơn thuế thì tự động cái smart contract nó cộng thêm 8% VAT, vậy là xong. Vậy là có thể kiểm soát chặt chẽ mà, đúng không? Tùy thuộc vào cái trí tưởng tượng, tùy thuộc vào cái suy nghĩ và cái hình dung và tương lai của người ta như thế nào thôi. Chứ còn mà để ra một cái hệ thống như thế thì rõ ràng nó cực kỳ hiệu quả, nó có thể kiểm soát hầu hết tất cả cái giao dịch trong nền kinh tế, cũng như là nó kiểm soát cái hành vi của cái bên liên quan luôn đó. Bạn kỳ vọng gì vào tương lai? Trong mình đã vẽ ra một cái bối cảnh như thế rồi, và thiệt ra mà nói cái mảng này á, thì chúng ta chỉ có thể là tưởng tượng ra rằng là một cái cuộc sống sau này nó sẽ là như thế nào, về các cái cán cân, về quyền lực kinh tế, quyền lực thương mại, quyền lực mềm giữa các bên, các cái quốc gia nó ra sao. Chứ còn nếu mà đối với khía cạnh của chúng ta thì thiệt ra mà nói là các bạn có thể hình dung thế này nè, là nếu như bạn là người dùng á, nếu bạn end user thì bạn chả cần quan tâm. Vì sao? Vì một đồng Việt Nam đồng, và một đồng digital, một đồng Việt Nam đồng điện tử, thì nó cũng y chang nhau, nó chả khác gì hết. Và mục đích của các bên là muốn cho đồng tiền có thể rằng là di chuyển càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, xoay vòng càng nhiều càng tốt, chỉ như vậy thôi, chứ họ không muốn tịch thu tiền của bạn đâu. Đấy, họ chỉ muốn làm sao bạn chi tiền thật nhiều, tiền quay thật là nhiều, tiền từ tay người này sang người khác. Tại vì khi mà có sự di chuyển của đồng tiền thì mới tạo ra giá trị, và cũng như là có cơ sở để họ thu một phần transaction fee. Đấy, thì đối với cái hệ thống này nó thiệt ra các bạn hình dung như thế này ha, tất cả các bên liên quan họ chỉ cần thu một phí mà giao dịch đâu đó khoảng gì 0,01% thôi, họ giàu kinh khủng rồi. Đấy, thì thành ra đó là động lực của các bên mà fintech, là động lực của các bên mà muốn khiến cho cái dòng tiền họ chảy ra như Momo, họ chỉ muốn là dòng tiền chảy qua càng nhiều càng tốt. Đấy,
thì họ sẽ hưởng phần trăm. Và các bên ngân hàng thì cũng vậy thôi. Ngân hàng thì thiệt ra mà nói, ngân hàng ở Việt Nam thì họ cũng có tham gia nhiều vào mảng này, nhưng mà có được cái là ngân hàng thì sẽ không nhanh bằng fintech. Ngân hàng vẫn vẫn chậm so với fintech, vẫn khó triển khai hơn. Và những cái điều hay ho mà fintech tạo ra thì ngân hàng cũng phải chờ quy định của pháp luật, chứ không thể là tự ý quyết định, tại vì nó bị chồng chéo bởi những cái nguyên tắc á. Và tại vì sao, cứ mỗi một cái sản phẩm mới, một cái gì đó mới mẻ thì nó đều thay đổi cái hành vi, đều dẫn đến những cái rủi ro, khiến cho ngân hàng cũng phải chờ đợi một cái gì đó từ ngân hàng trung ương đấy. Và khi mà có cái hành lang pháp lý thì họ mới dám có thể là thử nghiệm ha. Rồi việc tiếp theo đi ha. Tiếp theo thì mình sẽ có một số cái câu trả lời, một số lý giải về những câu hỏi của các bạn. Mình sẽ bắt đầu bằng câu hỏi ở trên cái Facebook mình ha. Thì Yến Nhi ở trên Facebook là Nhi Yến ha, hỏi rằng là liệu rằng các chính phủ đồng loạt triển khai CBDC có ai chăng việc họ đàn áp cái đồng tiền crypto hiện tại để CBDC độc bá thế giới blockchain và không có để lựa chọn nào khác? Thì đó, hồi nãy mình đã nói rồi á, là cái động cơ của các bên á nó khác nhau, nó không có cách nào hết á. Khi mà chính phủ mà đưa ra CBDC thì họ sẽ muốn là toàn dân sử dụng CBDC, thì như thế họ sẽ có thể gia tăng cái sự kiểm soát hơn. Tuy nhiên nếu như mà họ chèn ép CBDC crypto thì chẳng có cách nào các bạn, và càng chèn ép thì nó sẽ càng mạnh mẽ, vì họ không có cớ nào để tịch thu tài sản của các bạn đó, cho dù nó là như thế nào nữa, là cái gì nữa thì nó vẫn là tài sản cá nhân. Cho nên là không có cách nào mà có thể độc bá thế giới này cả, chỉ rằng là họ có thể quy định là tất cả những giao dịch mà hợp pháp thì phải thực hiện CBDC thôi đấy. Và đơn giản thôi, các bạn có hình dung rằng là đối với, nếu các bạn là một doanh nghiệp đi ha, thì có những thứ bắt buộc bạn phải kê khai thuế, tại vì nó là thủ tục, nó là hành chính, nó là những cái thứ mà các bạn phải vận hành theo nguyên tắc. Thì ngay cả cái chuyện mà các bạn đi ăn ở ngoài, các bạn giả sử bạn là chủ doanh nghiệp, bạn đi tiếp khách đi, thì sau khi ăn thì bạn cũng muốn lấy hóa đơn VAT, chứ đâu có là bạn lấy crypto thanh toán đâu đấy. Thì lúc này nha, nếu như bạn có crypto thì sao, crypto là tiền cá nhân, nhưng mà nếu bạn muốn dùng crypto thanh toán thì bản chất nó sẽ có sự chuyển đổi từ cái đồng crypto chuyển sang fiat, rồi fiat thanh toán để nhận cái hóa đơn, và cái hóa đơn đó thì để kê vào cái chi phí hoạt động của doanh nghiệp đó. Thì cái chuyện đó là chuyện bắt buộc phải xảy ra, và khi chuyện này xảy ra, khi mà cái sự sự mà cái làn ranh giữa giữa crypto với lại CBDC á, nó sẽ bị kiểu như nó sẽ mỏng dần đi, và nó sẽ có thể dễ dàng chạy lẫn nhau thôi. Nó phải chuyển từ thẻ này sang thẻ kia, chứ không ai có thể là ngăn cấm bạn được đấy. Các chính phủ chỉ có thể ngăn cấm là sử dụng crypto như một cái phương tiện thanh toán, chứ họ không thể nào mà tịch thu tài sản của mình hết nha đấy. Mà chính vì cái việc đó đó, chính vì cái việc mà sở hữu cái tài sản đó, nó sẽ là động lực cho từng cá nhân, vì chẳng ai muốn giữ đồng tiền của một quốc gia cả. Vì sao? Vì rõ ràng CBDC chúng ta chỉ nói về hình thức thôi, còn cái việc phát hành CBDC á là muốn in bao nhiêu cũng được. Thay vì mà sử dụng tiền mà tiền giấy á, thì phải in bằng nhà máy, in bằng phải tốn tiền này nọ, phải tốn thời gian công sức, phải theo cái năng lực in của nhà máy đó. Thì bây giờ in CBDC chỉ tạo ra một cái lệnh là có bao nhiêu đó tiền đó, và khi mà không giới hạn nguồn cung như thế thì sao, bản chất CBDC không thể là giới hạn nguồn cung đó. Mà nếu giới hạn nguồn cung thì chết cũng được, mà không giới hạn nguồn cung thì chẳng ai muốn giữ một tài khoản tài sản như thế, mà người ta sẽ tìm đến các tài sản có nguồn cung giới hạn đấy. Thì thành ra là động lực để giữ crypto, để giữ digital asset của con người là rất lớn. Còn cái động lực của các nhà nước trong việc triển khai CBDC cũng là rất lớn
Nhưng nó áp dụng cho hai mảng khác nhau với vai trò và mục đích khác nhau, cho nên rất khó để chèn ép, rất khó để khẳng định, rất khó để phủ định nhau. Kiểu như giờ các bạn hình dung bây giờ mà chính phủ Việt Nam nói tịch thu vàng trong dân, lúc đó loạn là cái chắc luôn. Các bạn cũng biết rằng là biết bao nhiêu năm qua rất là nhiều bài báo nói rằng là vàng ở trong dân ở Việt Nam có thể lên tới 500.000 tấn mà, hay sao đó mình không nhớ nữa, bao nhiêu đó 50.000 tấn thì hình như nó hợp lý hơn á, nhưng mà nó có huy động được đâu, nó có huy động được đâu, bây giờ nói dân có tin đâu, dân làm sao đưa vàng để huy động đó thì cũng không được. Những cái tài sản truyền thống như thế còn không được, nói chi là crypto ha, cho nên là sẽ không có cái chuyện này, không có chuyện mà độc bá đâu, mọi thứ nó sẽ tồn tại song song và nó có ý nghĩa khác nhau. Rồi, anh Nguyễn hỏi rằng là privacy của công dân sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi CBDC ra đời, giao thức nào để các CBDC giao tiếp với nhau. Thì như anh nói ở trên về cái mối quan hệ giữa các cái ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước á, thì CBDC là do những ngân hàng nhà nước phát hành và họ sẽ không can thiệp trực tiếp đó vào các ngân hàng thương mại đâu. Có nghĩa là cái thông tin khách hàng của em á, em phải hình dung như thế này nè, thông tin khách hàng của em là tài sản riêng của ngân hàng đó. Vì sao? Vì ví dụ nha, thằng ACB nó anh có ngân hàng, anh có tài khoản trên ngân hàng ACB thì thông tin của anh là tài sản của ACB. ACB sẽ không đời nào muốn chia sẻ cái thông tin về ông Nguyễn Minh Sơn có bao nhiêu tiền để cho ngân hàng khác. Đúng không? Vì sao? Vì nếu như thằng VP Bank nó biết rằng ông Nguyễn Minh Sơn có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng ACB thì lúc nãy nó sẽ gọi điện thoại hàng ngày, anh ơi mở tài khoản tín dụng đi anh ơi, em có thể cho anh vay như thế này anh ơi, như thế nọ thế kia đó. Thì thông tin về khách hàng là tài sản riêng của ngân hàng và các bên nó sẽ không đời nào cung cấp cho một bên khác. Mình đang nói ở chủ thể là doanh nghiệp nha, còn có chuyện nhân viên một bộ phận nào đó họ cố tình họ lấy thông tin cá nhân của khách hàng ra họ bán là chuyện khác đó. Thì nếu như mà nhân viên mà lấy thông tin ra bán nha, thì ngân hàng hiện nào tổ chức nào như thế nào em cũng bị loạt ra ngoài thôi. Còn khi mà như thế này á, khi mà cái quyền lợi của họ đã gắn liền với cái thông tin của cá nhân của em rồi á, những cái thông tin privacy á, thì họ sẽ được lưu trữ trên cái CMS, cái nơi mà quản lý thông tin khách hàng của từng cái ngân hàng, và chẳng ai muốn chia sẻ thông tin của mình ra đâu. Chia sẻ một cái như thế này luôn là cái những cái quan điểm về cái chuyện mà privacy á, những cái bên ngân hàng và những cái bên nhãn hàng á, thì họ đã cực kỳ xem trọng những cái tài sản này ha, và họ không hề muốn chia sẻ cho bất kỳ ai đâu đấy. Và họ theo cái tư duy là thà giết lầm còn bỏ sót đó. Có nghĩa là trong mọi cái quá trình hoạt động của họ thì họ không hề muốn lọt thông tin ra ngoài dù bất cứ gì, họ không muốn tạo bất kỳ rủi ro nào luôn. Anh lấy một ví dụ trước đây là tư vấn cho một cái dự án của Coca-Cola, thì khi mà bên anh đưa ra một cái giải pháp xây dựng cái xây dựng một cái giải pháp cho họ đó, thì cái phần cơ sở dữ liệu á, thì vẫn theo tiêu chuẩn của ngành thôi, tiêu chuẩn bảo mật của ngành thôi, và nó sẽ đặt trên cloud và đảm bảo rằng là không có bên nào, không không bên Pepsi nào hay là một cái nhãn hàng nào khác có thể truy cập vào cái dữ liệu của Coca-Cola. Tuy nhiên họ không đồng ý, họ không đồng ý luôn, họ rất cần quan tâm tiêu chuẩn gì, họ chẳng cần tin ai hết. Nói rằng tiêu chuẩn bảo mật này nọ kia, không, họ không quan tâm. Họ đưa ra một cái điều kiện tiên quyết là giờ nếu như mày mày muốn triển khai giải pháp này thì mày phải xây dựng riêng một cái cơ sở quản lý dữ liệu để riêng ở nhà tao, không cho một thằng nào đụng vào đấy. Ngay một cái nhãn hàng họ như thế rồi đấy. Vì sao? Vì nó là thông tin khách hàng, nó là sống còn, nó là việc kinh doanh đấy.
Muốn chơi không, muốn làm nữa không, mà làm trong hệ thống nhà tao, tao không cho thằng nào truy cập hết, tao ngăn chặn ngay từ đầu luôn. Không có chuyện gì, ngay cả bây giờ tao không cần biết cái thằng mà cái thằng đằng lo lo center, cái thằng data center nó có bị tấn công không, tao không cần biết, tao chỉ cần biết tao giữ ở nhà tao là không thằng nào tấn công được. Đó. Mặc dù nha, cho dù nếu giữ ở nhà thì sao, hệ thống của họ vẫn có thể bị tấn công mà. Nhưng mà anh chắc luôn đó, là nếu mà giữ ở nhà họ còn nguy hiểm hơn nữa. Vì sao? Vì đơn giản là họ có thể bị tấn công nội bộ, họ nhân viên của họ có cái ý thức bảo mật thấp, vân vân, rất là nhiều thứ. Trong một cái data center thì nó có tiêu chuẩn riêng rồi, nhưng mà không là không. Thì họ rất là bảo thủ trong việc bảo vệ cái dữ liệu cá nhân, cái dữ liệu khách hàng của họ. Để thành ra là thông tin về privacy của công dân sẽ không hề bị ảnh hưởng khi mà CBDC ra đời ha. Và thông tin đó là tài sản, là sinh mạng của các ngân hàng thương mại, cho nên họ sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Còn giao thức để cho các CBDC giao tiếp với nhau đó, thì mọi thứ nó là đơn giản, nó dễ dàng thôi. Thì nó sẽ là các hệ thống tài khoản được đánh dấu. Ví dụ như là bây giờ hiện tại nha, khi mà em coi các cái khoản thẻ ATM này nọ đó, cái trong cái đầu số trong cái thẻ đó có dãy số đúng không, thì những cái ký tự đầu á là nó sẽ từng ngân hàng, thường thường là bốn cái ký tự đầu nó sẽ thuộc từng ngân hàng, nó cấp cho từng ngân hàng. Cứ bốn ký tự đầu là nó sẽ thuộc ngân hàng, bốn ký đầu nó thuộc ngân hàng đó. Thì như vậy rằng là mọi thứ cái hệ thống nó chỉ kết nối với nhau thông qua cái API là được rồi đó. Và chuyện này nó không khó, nó về mặt technical thì mọi thứ sẽ diễn ra được thôi, chẳng có vấn đề gì, không phải là vấn đề lớn trong cái việc triển khai. Thì khi mà em hình dung nha, khi mà em lên Explorer á, thì trừ khi nha người ta add thông tin vào trong cái ví đó, nói rằng ví đó là ví banner một, banner hai, banner ba đó, trừ khi chuyện đó ra, em đâu có biết cách em đâu có biết rằng là cái tài khoản nó thuộc của ai đâu, đúng không? Đó, khi mà người ta chỉ khi người ta đặt tên cho cái wallet đó thì em mới biết được rằng là nó thuộc về ai. Thì cơ bản cái ví ngân hàng cũng như thế, mọi thứ nó chỉ cần là tạo một cái ví và sau đó nó liên kết cái thông tin quản lý khách hàng, nó nằm dưới CMS, còn cái thông tin quản lý tài khoản nó nằm ở chỗ khác đấy. Thành ra là nó chẳng có vấn đề gì liên quan đến privacy hết. Mọi thứ nó đã theo một cái tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó anh đánh giá là nó đã hoàn thiện rồi. Cho nên là chúng ta không phải sợ cái chuyện mà bị lộ thông tin gì hết rồi. Thì Sơn nghĩ rằng là trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì đã cung cấp cho các bạn biết được rằng là các cái mà những cái vấn đề, những cái kiến thức mà liên quan đến CBDC là nó sẽ hoạt động như thế nào. Nó có cái vai trò như thế nào và các bên có cái quan điểm gì về CBDC. Thì chính vì cái việc này nó sẽ giúp cho khi hiểu hiểu về cái chuyện này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta có hiểu được một số concept về về cái việc vận hành của nền kinh tế như thế nào, vai trò của các bên liên quan ra sao. Cho nên là nếu như bạn nào mà hay nói rằng là crypto thay thế ngân hàng thì các bạn hãy quên đi chuyện đó nha. Và khi mà các bạn có cái kiến thức rồi á, thì trong mảng này thiệt ra nó chỉ là kiến thức về tài chính và những cái hiểu biết thông thường trong cuộc sống này thôi. Thì nó sao ta, nó không có giá trị nhiều trong việc đầu tư vào crypto đâu. Nhưng mà khi mà các bạn hiểu về cái việc mà thực tế người ta muốn làm thì người ta phải 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 có những cái nỗ lực như thế nào, thì lúc đó nó sẽ phù hợp hơn sau là cái việc là các bạn phỏng đoán và các bạn nghĩ rằng là các bạn phỏng đoán và các bạn hiểu sai về cái việc mà cái vai trò cũng như là những cái chức năng của các đối tượng liên quan đó. Thì các bên đều có những cái mong muốn, đều có những cái lợi ích khác nhau, cho nên đó chính là tạo ra những cái động lực riêng của họ ha. Để kết lại thì mình sẽ nói về cái chốt lại về cái viễn cảnh nha. Thì là ngân hàng, các cái tổ chức về truyền thống kiểu như là ngân hàng thương mại,
sẽ đồng hành cùng với các startup về công nghệ tài chính, về fintech á, để tạo ra những sản phẩm mới để giúp cho cái nền mà tài chính truyền thống á, cái thế giới tài chính truyền thống sẽ xích lại gần hơn với những cái ứng dụng, những cái công nghệ blockchain, và từ đó tạo ra những cái sản phẩm tài chính mới để có thể cung cấp, để có thể phục vụ cho cái đối tượng khách hàng trên phạm vi toàn thế giới, giúp xóa bỏ mọi cái rào cản, giúp làm phẳng cái thế giới tài chính này, giúp cho cái nguồn vốn được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như là được luân chuyển một cách nhanh chóng hơn. Đó chính là cái viễn cảnh của cái công nghệ tài chính trong của thế giới tài chính trong tương lai. Nó khác cái chuyện ở chỗ là có mày không có tao ha. Rồi, mình không biết là có bạn nào có câu hỏi nào nữa không ta? Về phần sức khỏe thì hiện tại là chắc là mình về cái đường hô hấp của mình không có tốt, cho nên là hay ho cũng như là nói thì nó cũng hơi bị mệt chút xíu, nhưng mà mình chịu đựng được. Cũng cảm ơn các bạn đã hỏi thăm, nhưng mà thật ra mình cũng mới vừa hết Covid cho nên là cái cũng không có vấn đề gì lớn đâu, mình bị nhẹ thôi, khoảng chừng 4 5 ngày là hết rồi, cho nên chẳng có vấn đề gì cả. Rồi đầu tư công sẽ phải thu gốc lãi về không? Đầu tư công như thế này là đầu tư công á, thì nếu mà đầu tư vào cơ sở vật chất, đầu tư vào hạ tầng á, thì sẽ thu về gì? Thu về đường xá, thu về bệnh viện, trường học, thu về những cái thứ đó đó các bạn đấy. Còn đầu tư công thì nói là đầu tư công có nghĩa là đầu tư xây dựng xã hội á, chứ không phải là bỏ tiền ra đầu tư vào cái gì đó cụ thể đâu. Nó là những cái thứ rất là cụ thể luôn ha. Thì đó, thì cái phần mà tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì mình nhớ cũng là khoảng 10% ha. Rồi Momo 5 triệu trả sao thì đúng rồi. Như vậy là Momo là tài khoản trả sao ha, là cái phần mà tín dụng của nó là 5 triệu, có nghĩa là tối đa không quá 5 triệu. Thì như vậy nó cũng phụ thuộc vào, nó cũng phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy định hiện tại của ngân hàng ha. Rồi mình nghĩ rằng là buổi nói chuyện là hôm nay thì hơi dài, nó kéo dài từ hồi sáng cho tới tới hôm nay luôn, và cái phần mở cũng như cái dữ liệu liên kết của mình thì cũng mình nghĩ cũng chưa được tốt lắm đâu. Nhưng mà các bạn chịu khó, các bạn nói chung là ai ai hiểu được gì thì tốt thôi, chứ còn bây giờ mình cũng không biết giải thích như thế nào cho để cho tốt hơn trong cái vấn đề này. Tại vì nó cũng cần phải có cái kiến thức về những cái hoạt động của ngân hàng thông thường ha. Thì thiệt ra các bạn chỉ cần xem lại kiến thức về nhập môn tài chính đó, các kiến thức mà kiểu như là cơ bản về hồi xưa mình học nhập môn ngân hàng này nọ rồi á, thì các bạn sẽ hiểu các đối tượng, các bạn sẽ hiểu cái vai trò cũng như cái cách thức hoạt động của họ, và các bạn ánh xạ trong cái việc là hàng ngày các bạn sử dụng cái sản phẩm ngân hàng thế nào, rồi cái dòng tiền ra sao, vân vân đó. Thì các bạn cũng sẽ hiểu được một phần nào từ cái những cái bối cảnh này. Ok, em đang làm ban nên anh nói em vỡ ra như được. Đúng rồi em ấy, thì thật ra trước đây á là do anh làm fintech, thành ra anh cũng phải nghiên cứu, cũng có dịp nói chuyện với các cái bên rồi các ngân hàng, nói chung là ngồi với OCB này, ngồi với Vietin, ngồi với lại Vietcom đấy. Nói chung là nó là cơ duyên rất là lớn, tại vì anh chỉ là một cái nhân viên, nó thẳng là nhân viên quèn đó, một BA thôi. Nhưng mà so với các bạn thì cũng chỉ là rất là bình thường thôi, nhưng mà vì nhờ cái vị thế cho nên là anh ngồi thẳng vào những cái buổi nói chuyện với sếp tổng của OCB ấy, với giám đốc chi nhánh của bên BIDV vân vân, rất là nhiều anh chị mà có cái vai trò cao, và từ đó thì làm việc với các bộ phận thì hiểu được cái dòng tiền, hiểu được cái hệ thống của họ như thế nào
ấy thì đó là một cái cơ duyên rất là lớn luôn. Đó. Thì khi em nếu như em làm ngân hàng thì em nên nói chuyện nhiều với các bạn mà làm hệ thống á, thì em sẽ hiểu được là cách thức mà người ta triển khai các cái sản phẩm tài chính như thế nào. Và anh nói thẳng luôn rằng là DeFi sẽ phải học hỏi rất nhiều từ cái thị trường tài chính truyền thống trong việc là triển khai các cái giải pháp, trong việc là làm sao tiếp cận khách hàng. Thì DeFi chỉ là con nít so với thị trường tài chính truyền thống thôi. Ok. Rồi có bạn nào có gọi nào đó không ta? Nếu không có thì mình nhìn dừng tại đây nha. Ok, bye bye mọi người.